Xin chào tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi phát triển ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu của tác giả Tuyết Nhung, câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh. Hai người tác giả đã có những đóng góp, có những câu chuyện rất là hay trên kênh Người Dẫn Đầu Quay Âm, được sự ủng hộ rất nhiều từ quý vị. Và bây giờ, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây câu chuyện mới vừa mới hoàn thành của tác giả Tuyết Nhung nhé. Em đừng đi mà, nghe anh giải thích đi. Thịnh giữ chặt lấy cái giỏ sách của An mãi không buông. Anh nhìn sang đứa con nhỏ đang ngồi chơi bán đồ hàng mà nhìn bố mẹ. Con bé Yên đâu biết bố mẹ nó vừa xảy ra một cuộc cãi vã thật to. Mẹ nó tức tối dọn quần áo vào trong túi sách mà định bỏ đi. Bố nó đang dùng sức mà giữ mẹ nó lại. An vùng vằng. Anh buông ra coi, anh thấy sống như thế thì sao tôi sống được hả? Thịnh nắm chặt tay cô lại mà nói. Anh sẽ đi làm nhiều hơn, kiếm thật nhiều tiền về cho em và con. Em sẽ không thua kém gì đứa nào đâu, anh nói thật. An hất được tay của Thịnh ra mà nói lớn. Đủ rồi, có cái miếng đất khô cằn ấy thì làm sao mẹ con tôi sống được. Lấy cái gì mà ăn mà mặc đây? Anh nhìn qua con Vân kìa, nó lấy chồng giàu, nhà lầu, xe hơi. Con cái nó đâu thiếu thốn còi cọc như con của mình. Anh còn không cho tôi đi nữa. Thịnh một lần nữa nắm chặt lấy tay của An mà khóc lóc van xin. Anh sẽ cố gắng, anh sẽ cố gắng mà. Em đừng bỏ anh và con mà em. An để ngoài tai những lời van xin của Thịnh, cô bước lại gần chỗ bé Yên. Con bé bỏ cái đống đồ chơi cũ kỹ ra mà ôm chầm lấy mẹ nó. Dường như cái đứa trẻ ấy linh tính được rằng mẹ sẽ rời đi, nên nó ôm chặt lấy mẹ không buông. Mẹ sẽ quay về đón con. Cô hôn lên trán con bé, rồi móc trong ví ra vài tờ 10.000, bỏ lại rồi chạy thật nhanh. Thịnh đuổi theo, nhưng vì bé Yên khóc to nên anh đành phải quay vào mà ôm lấy con bé. Anh nhìn bóng lưng của người vợ đầu ấp tay gối với mình mà nước mắt rưng rưng. Dù gì đi nữa cũng đã chung sống với nhau 4 đến 5 năm trời, bảo quên nhau là quên dễ dàng vậy sao? Chiếc xe ô tô nhỏ mở cửa, An bước lên xe. Ánh mắt cô không hề do dự mà ngồi vào lòng người chồng mới của cô. Ây da, sao mà lại lâu quá vậy? Để ngộ đợi từ nãy đến giờ chứ hả? Lão Sáng trách móc nhẹ với An khi ông ta phải đợi cô quá nửa tiếng. An vuốt ven lão ta mà đáp. Em còn con gái nữa mà, nên hơi lâu. An định nói gì tiếp thì lão Sáng lên tiếng. Tưởng gì, chứ mai này về nhà của Ngộ ổn định, đem con gái đến ở với Lị luôn. An vui vẻ, vì cô chỉ sợ sau này cô về với lão thì sẽ không được đưa con gái mình về ở chung. Khi nghe được câu nói từ chính miệng lão chồng nói thì cô rất vui, và đã thấy bớt lo lắng mà vui vẻ cùng lão về nhà. Cô bước vào căn nhà của ông Sáng mà ánh mắt trầm trồ, vì căn nhà khá rộng lớn, gồm 2 tầng lầu và rất nhiều phòng ngủ. Ông Sáng dắt cô lên một căn phòng rất đẹp, nó còn đẹp hơn cả căn nhà dưới quê của cô nữa. Này này, đây là phòng của Lị. Lị ở đây với Ngộ, rồi Ngộ sẽ sắp xếp công việc làm cho Lị. Lão mở cái tủ quần áo thơm phức cùng với chiếc váy xinh ngập tủ, làm cho An cảm thấy mê tít thỏ lò mà ngắm nhìn mọi thứ. Sau đó, lão dắt cô đi xuống nhà bếp, nơi bàn ăn với đầy đủ mọi thành viên trong nhà, mà bảo cô ngồi xuống. Các con của Ngộ, đây là vợ của Ngộ, mẹ của các con. Nhà lão có 2 người con gái đã ngoài 20 mà chưa lập gia đình. Cả 2 người con không mở miệng lấy một câu, mà chỉ nhìn chằm chằm vào An. Bữa cơm trở nên nhạt nhẽo khi cả nhà không ai nói với ai câu gì cả. Ngoài ăn ra họ chả biết làm gì. Trải qua một đêm bên chồng mới, An cảm thấy rất nhớ con gái của mình. Cô mới ngỏ ý với ông Sáng là đưa con gái mình lên ở cùng. Nhưng lão bảo phải đợi đến khi nào lão có con trai nối dõi thì mới đồng ý để con gái của An lên. Chứ bây giờ lão đã có 2 đứa con gái, lại thêm đứa nữa là con gái thì chả phải là dư thừa hay sao?
Anh Thẩm biết mình đã theo lao rồi thì phải phóng theo. Cô đành cầu mong mình sẽ sớm mang bầu mà sinh con trai, thì lúc ấy đừng bảo là đón con gái lên, chứ mà cả cái gia tài to này cũng thuộc về cô cả. Hai đứa con riêng của ông Sáng đều có việc làm ổn định, có thể lo cho mình. Lão mở cho An một cái tạp hóa bán trước nhà để cô có công việc làm. Ông trời nghe được tiếng kêu cầu của An, nên ngay tháng sau cô phát hiện mình mang thai. Lão Sáng cũng mừng vui lắm. Lão hí ha hí hửng chờ mong đó là con trai để lão có người nối dõi. Nhưng rồi chớ trêu thay, khi đến tháng thứ tư, lão đưa vợ lão đi khám thai ở bệnh viện lớn nhất Sài Thành. Kết quả cho thấy là con gái. Lão tức giận và yêu cầu đưa vợ lão đến phòng nạo phá thai mà bỏ đi đứa con dư thừa ấy. An khóc lóc mà cầu xin lão, nhưng vì lão đã nói nếu cô không đồng ý phá bỏ thì mang con về quê mà nuôi, lão không cần. An đành nằm im để họ lấy đi đứa con bé nhỏ trong bụng cô. Vì mọi chuyện sau này nên một người mẹ như cô lại nhẫn tâm giết chết đi con gái mình. Vì mới phá thai cho nên lão Sáng không sờ múi được gì. Lão đành đi đến mấy quán bar mà giải sầu. An ở một mình trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn nhỏ hiu hắt mà thắp sáng căn phòng. Cô nhớ lại một tháng trước, khi cô về lại quê nhà tìm con gái thì mới hay tin từ người xung quanh bảo rằng chồng cũ của cô đã bán đi miếng đất nhỏ khô cằn và căn nhà cũ. Anh ta đưa con gái đi chỗ nào xa lắm, mọi người không ai biết. An nghe như sét đánh ngang tai. Cô thương con bé đến giường nào. Cô tự hỏi quyết định bỏ chồng đi theo người giàu sang là đúng hay sai. Trước mắt cô thấy mình xa con gái, mất đi đứa con nhỏ bé. Cô thấy phía trước mình mập mờ hết sức. Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của An. Cô đang tự giày vò bản thân mình thì bỗng cô giật mình khi nghe trong nhà tắm tiếng vòi hoa sen như có ai mở mà rỉ nước từ từ chảy xuống nền đất. An đi lại mà khóa chặt vòi lại. Cô quay trở lại thì chưa ngồi xuống giường thì đã nghe tiếng nước lại tiếp tục chảy xuống nền. Cô lại bước vào mà khóa chặt. Lần này cô đứng đó mà xem rất lâu, chắc chắn là nước không bị rò rỉ thì mới yên tâm mà tắt điện mà ngủ. Nói là đi ngủ, nhưng An cảm thấy bứt rứt trong người. Cô không tài nào ngủ được, mắt vẫn mở mà nhìn lên trên trần nhà. Tiếng cười của một đứa trẻ con vang lên, nó vang vọng trong căn phòng của An. Cô nghĩ thầm, gần nhà đâu có trẻ con đâu, vậy đứa nào đã cười? Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên cốc cốc từng tiếng một. Cái khóa cửa như bị ai nắm, vặn xoay mở cửa. Nhà lão Sáng tối đến là để điện thờ ông thần tài thổ địa, nên ánh sáng hắt lên trên tầng một, nên nếu có ai đứng ngoài cửa thì đã hiện lên bóng dáng. Đằng này chẳng có ai. An cảm thấy sống lưng mình như bị ai đó vuốt nhẹ mà nổi hết gai óc. Cô trợn mắt nhìn cái nắm cửa đang bị xoay tròn nhưng không mở được vì cô đã khóa bên trong. Một bàn tay nhỏ bé đặt lên tấm kính bên ngoài mà in trên tấm kính. Cánh cửa phòng dù đã khóa trong nhưng vẫn bị mở ra. An lúc này sợ hãi đến cực độ, tay chân cô cứng đờ. Cô la lên nhưng dường như là tiếng thất thanh trong cổ họng của mình. Tiếng gió thổi vi vu nghe như tiếng người xì xào bên tai cô, là gió từ phía ngoài thổi vào. Cánh cửa kêu cót két mà mở ra một cách chậm rãi. Không có ai, là không có ai cả. An lúc này tim như muốn rơi ra mà vẫn bất động trên giường. Cô ngất lịm đi khi cánh cửa đóng sầm lại, in trên cái tấm kính là một hình dáng của đứa bé nhỏ. Tay đưa về phía của An mà nhoẻn miệng nhìn cô cười. Tuy phòng rất tối nhưng khuôn mặt đứa bé nó vẫn hiện rõ trong bóng đêm. Một khuôn mặt đầy máu và con mắt bị lòi ra một bên, nhoẻn cái miệng nhỏ đỏ au ra cười với An. An lờ mờ nhìn thấy đứa bé bay lơ lửng đến mà dí sát cái gương mặt chỗ còn nguyên, chỗ chảy ra lộ rõ cả xương thịt của đứa bé đang dí sát vào mặt cô. Đứa trẻ cười lên thích thú mà đưa đôi tay nhỏ bé lên mà xoa xoa mặt của cô. An có thể ngửi được mùi máu tanh đang lan chảy khắp gương mặt mình. Rồi cô hoàn toàn mất đi lý trí khi cảm thấy đứa bé đang cố chui vào bụng cô mà biến mất trong bụng của An.
Sáng hôm sau An tỉnh dậy, cô thấy mình mệt mỏi vô cùng. Tiếng mở cửa cạch cạch làm cho cô mở rõ mắt mà nhìn. Là Sáng về, lão ta vẻ mặt mệt mỏi mà nói. Sao bây giờ mới chịu dậy hả Lị? Nhà cửa hàng hóa Lị bán cho ai mà chưa trời thế này rồi mà vẫn còn nằm đấy? An mệt mỏi mà trả lời. Em mệt lắm, em muốn nghỉ chút nữa. Lão Sáng cắt lên. Lị tưởng ngộ, bỏ tiền ra là giấy đấy hả? Lị không muốn sung sướng làm ở nhà thì ngộ nói cho Lị biết. Ngộ cho Lị đi làm công không cho người ta. An đáp trả. Ngày hôm qua em mới vừa phát thai, tối anh lại bỏ đi không quan tâm em. Anh có biết em mệt thế nào không? Em còn bị người coi âm trêu nữa kìa. Anh có quan tâm đến em đâu. Bốp một tiếng. Trời ơi, cái Lị này, hở chút là cãi chứ hả? Có còn vợ nào mà cãi lời chồng như thế này không chứ hả? An ôm lấy bên má đang đỏ tấy đi mà nước mắt chảy dài nhìn lão chồng. Mấy năm cô ở với Thịnh, chưa một lần cô bị anh mắng chửi, chứ nói gì là ăn tát như bây giờ. Còn ngồi đó, không đi xuống mở cửa mà bán hàng đi. Lão Sáng nghiến răng mà nói từng chữ, khiến cho An cũng có phần sợ mà đi xuống dưới nhà. Cô mở toang cửa dọn hàng ra bán, mặc dù không đông khách lắm, nhưng cũng lai rai đủ để đi chợ cho gia đình. Lão Sáng biết số tiền không nhiều nên cũng không lấy mà để việc bếp núc cho An lo. Vậy là lão không lo tiền ăn uống nữa, công việc lão làm là để dư, vậy mới có của ăn của để. An rất muốn kể chuyện cô đã thấy ma trong phòng, nhưng vì vợ chồng đang không lành nên cô không muốn kể. Nhà hàng của lão Sáng nằm ở khu trung tâm cho nên việc buôn bán rất đắt khách. Trời đất ơi, Lị làm ăn kiểu này là chết ngộ rồi. Tiếng của lão Sáng la ầm khi nhân viên trong bếp làm rơi bể chén dĩa mới rửa. Dạ, ông chủ ơi, con xin lỗi, là nó, là một đứa bé nó gạt chân con nên con mới ngã làm đổ bát đĩa. Tiếng của con bé nhân viên e thẹn mà xin lỗi. Lão Sáng quắc mắt. Lị lại đổ thừa cho ai? Từ nãy giờ ngộ ở đây có thấy đứa bé nào đâu. Con bé nhân viên vẫn khẳng định. Có, con đang bưng chén đĩa thì thấy nó mặc chiếc đầm đỏ đứng trước mặt con. Con mới kêu nó tránh ra thì khi con đi qua nó gạt chân con ngã. Lão chủ cười lên ha hà mà đáp. Lị nói lão, thôi đền bù cho ngộ đi. Con bé mếu máo bảo là không có tiền. Lão Sáng đành đưa ra ý kiến. Lị lát vào phòng ngộ để ngộ giải quyết. Nói xong lão cười nhếch mép rồi bỏ đi, mà trong lòng cảm thấy mình là người thắng lợi. Đứa con gái đành quay lại tiếp tục công việc của mình. Đến tối thì con bé quay lại phòng của ông chủ để xin giải quyết vì nó không có tiền để đền bù cho lão. Lão Sáng bắt đầu sờ mó khắp người con bé khiến nó khó chịu, nhưng cũng đành đồng ý vì nó không có tiền đền. Và lại lão cũng cho nó tiền mua thuốc cho mẹ, nên con bé đáng tuổi con lão đành nhắm mắt mà làm liều. Cái giọng cười của ai làm cho con bé mở to mắt mà nhìn xung quanh. Nó hét toáng lên khi nhìn thấy trên tường là đứa bé gái mặc bộ đầm đỏ đang lơ lửng trên đó. Lão Sáng cũng ngạc nhiên mà nhìn con bé mà mình đang say đắm. Lão đưa mắt nhìn phía sau mình thì ôi thôi. Cái đầm màu đỏ mới tinh nhưng không phù hợp cho cái cục thịt bảy nhảy miễn cưỡng được cho là người đang lơ lửng trên không. Cô bé đẩy lão Sáng ra mà hoảng sợ, khoác vội cái áo sơ mi rồi vọt ra ngoài, để lại lão ta đứng im đó mà bất động. Cái cục thịt chưa thành người thì lại dần dần biến hóa thành một con người hoàn chỉnh. Là một đứa bé gái độ mấy tháng tuổi, tóc thì rất dài, nhưng trên mặt thì thiếu rất nhiều da non, để lộ ra cả vùng xương mặt mà nhiễm máu chảy xuống, hòa lẫn cái đầm đỏ. Ba! Ba! Con nhỏ bay đến với vận tốc từ từ mà đứng trước mặt lão Sáng. Lão ta như chôn chân tại chỗ mà im lặng nhìn nó. Miệng lão không tài nào khép lại được, ngơ ra mà nhìn con bé. Con bé vẫn bập bẹ. Ba! Ba!
Thân thể nó như bị thứ gì hút lấy mà nhão ra, rồi đứt khúc từng đoạn, vương vãi dưới đất. Lão Sáng chịu hết nổi, hét toáng lên. May sao lần này lão hét ra thành tiếng, được người bảo vệ trực đêm ở đó nghe thấy mà chạy lại phòng lão. Gã bảo vệ đã thấy con bé nhân viên áo quần bề bộn mà chạy ra ngoài. Gã cũng chắc là ông chủ mình giở trò rồi. Nhưng khi đã thấy con bé chạy ra mà ông ta vẫn còn ở trong và giờ còn la hét nên gã cũng xông vào. Có chuyện gì vậy ông chủ? Lão Sáng nhìn thấy gã bảo vệ như vớ được vàng vậy, vội vàng lê bước đến phía gã ta rồi quay lại nhìn con quỷ ấy. Gã bảo vệ cũng ngồi xuống mà hỏi dồn dập. Sao vậy? Có trộm hay sao hả ông? Lão Sáng định kể hết đầu đuôi câu chuyện cho người bảo vệ, nhưng lão lại sợ tên này sẽ đi nói lung tung. Ấy cho nên, lão cũng đành ngậm miệng mà cùng gã bảo vệ ra về. Về đến nhà, lão không thấy vợ lão đâu, nên có gặng hỏi hai đứa con, thì đứa cả nói là bà ta đi đâu đó mà bỏ cả không nấu cả bữa tối. Lão bực tức mà lên trên phòng để chờ An về hỏi cho ra lẽ. Chừng tiếng sau thì An cũng quay về. Trên tay cô cầm hai lá bùa. Vừa bước vào cửa thì cô đã dán trước cửa phòng một cái. Lão người tàu thấy vợ mình dán cái gì trước cửa thì sợ nó dùng bùa mê thuốc lú với mình, vội hỏi. Lị dán cái gì trên cửa vậy? An đóng chặt cửa rồi ngồi xuống bên cạnh chồng mà nói. Anh ơi, con mình nó về. Lão có hiểu mà hỏi lại. Con nào? Lị nó ngộ không có hiểu. An liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra. Cô sợ rằng lão ta sẽ không tin cho nên thề độc. Nhưng khi nghe vợ mình nói là cô ta có nghe lời ông thầy mà đốt cho con nhỏ cái đầm đỏ rồi đồ chơi thì lão tin sái cổ. Thế Lị có xin bùa về cho ngộ không? Sau khi lão kể cho vợ nghe về chuyện mình gặp nơi nhà hàng thì lão hỏi vợ có xin bùa về cho lão không? An vẻ mặt lúng túng mà đáp. Không, bùa nhiều tiền quá em không đủ mua. Lão Sáng nhăn mặt. Chết ngộ rồi, lỡ tối nay nó về tìm ngộ thì chết ngộ rồi. An thấy thế vội nói. Hay vợ chồng mình đến xin lão thầy lá bùa nữa, lúc ấy yên tâm không còn lo sợ. Lão Sáng suy nghĩ điều gì đó mà vội vàng bảo An dẫn lão ta đến nhờ vả ông thầy. Đến nơi thì thầy đã đóng cửa. An gõ cửa thì thầy đã mở cửa rồi mời hai người vào nhà. Ông thầy nhìn lão Sáng mà nheo mày. Nếu muốn cho con ông không theo thì chỉ có cách giải hòa với nó, chứ không là đến cả hai đứa con gái riêng của ông cũng không yên với nó đâu. Lão Sáng nghe thấy thế thì sợ xanh mặt mà van xin. Ấy chết, giúp ngộ đi chứ Lị. Tối nãy nó về nhát ngộ chứ hả? Lị xem có cách nào bắt nó nhốt vào để ngộ còn làm ăn. Ông thầy thắc mắc mà hỏi. Mà nó cũng là con của ông, sao mà ông có thể bắt nhốt nó chứ? Lão Sáng lắc đầu. Nó là con gái chứ hả? Ngộ nói thẳng là ngộ không cần con gái, ngộ chỉ thích con trai. Vẻ mặt buồn bã của An lộ rõ khi ông thầy nhìn cô. Cô đành gật đầu mà thưa. Mong thầy giúp vợ chồng con. Lão Sáng đưa ra sấp tiền lớn mà nói. Bao nhiêu đây chỉ là tiền bồi dưỡng cho Lị. Ấy chứ mà xong việc là ngộ lại đưa thêm chứ hả? Ông thầy nhìn sấp tiền nhiều như thế thì có phần do dự. Cả cuộc đời thầy pháp của ông chưa bao giờ làm điều trái với lương tâm. Tôi chỉ nhận bằng này thôi. Ông thầy nói để hỏi thông tin chi tiết về ngày cái thai bị phá đi. Ông lẩm đẩm đọc thần chú mà triệu hồi linh hồn của đứa bé gái. Ngồi trong nhà mà vợ chồng lão Sáng có thể nghe thấy tiếng gió thổi mạnh theo sự lạnh buốt u ám của cõi âm đang hiện diện trước cửa. Vào đi! Ông thầy nhắm chặt đôi mắt mà thốt lên hai chữ. Cánh cửa tự động mở ra. Một bóng hình của đứa bé nhẹ nhàng mà bay vào. Lão Sáng thấy cái đầm đỏ ấy thì run rẩy nép sát vào vợ. An cũng hoảng sợ mà toát mồ hôi hột khi đứa bé liếc đôi mắt nhỏ nhưng sắc lịm mà nhìn về phía mình. Đứa bé quỳ xuống trước mặt ông thầy,
cất giọng the thé. Con chào ông. Ông thầy chợt mở mắt nhìn nó, thì thấy bộ dáng bình thường của nó khi trước mặt mình thì thấy thương nó lắm. Da thịt con bé nhìn non nớt đỏ hòn, tay chân nhỏ bé nhưng vẫn cố hiện rõ gương mặt xinh xắn thừa hưởng của người mẹ nhẫn tâm. Khổ lắm phải không con? Ông thầy vời con nhỏ đến mà hỏi. Một đứa bé bị bỏ rơi khi vừa thành hình, bị chính người máu mủ của mình bỏ rơi, nên vừa nghe thấy câu hỏi ấy đã bật khóc dữ dội. Ông thầy vuốt mái tóc dài vốn dĩ không thật của con bé mà nhìn bố mẹ nó nói. Thấy chưa? Nó tìm về chỉ vì oán hờn chính bố mẹ đã ra tay phá bỏ nó. Một đứa bé thì làm gì nên tội đâu chứ. An ngồi đó, cô bật khóc mà tự trách bản thân mình đã gây nên tất cả. Chỉ có lão Sáng là lạnh lùng. Ây da, Lị làm nhanh nhanh ngộ đưa tiền cho mà, muốn bao nhiêu cũng được. Ông thầy nghe đến đây thì tức giận, ném cọc tiền lớn lại cho lão Sáng, làm cho lão Sáng chố mắt rồi run rẩy sợ hãi van xin. Đừng mà, vậy Lị chỉ cho ngộ đi, ngộ phải làm gì? Ông thầy đưa tờ giấy vàng trước mặt của hai vợ chồng mà nói. Viết cho con bé cái tên. An nhìn lão chồng mình, thấy ánh mắt của lão ta nên cô đành đặt tên cho con bé theo họ của mình. Ông thầy nhận lại tờ giấy rồi quay sang con bé đầm đỏ mà nói. Ta tin chắc rằng kiếp sau con sẽ được trả công xứng đáng. Nghe lời ông mà sớm đi đầu thai. Lão Sáng gật đầu. Đúng, đúng đó. Sớm đi đầu thai đi con gái của ngộ. Ông thầy lừa mắt mà nhìn lão. Lão cũng im lặng mà chờ mong câu trả lời của đứa bé. Tại sao con lại bị giết, trong khi bao đứa trẻ khác được có quyền sống hả ông? Ông thầy không biết phải trả lời thế nào nên đành hỏi. Thế bây giờ con muốn thế nào? Đứa bé nhìn An rồi nói. Còn muốn một lần nữa được làm người trong gia đình ấy. Ông thầy nhìn vợ chồng Sáng, An hiểu chuyện nên đồng ý. Chỉ có lão Sáng là suy nghĩ mà nói thẳng. Thế sinh ra là con trai hay con gái? Ông thầy tức giận mà đập bàn, chỉ thẳng mặt lão Sáng. Dù con là trai hay gái thì người cũng phải đón nhận. Nếu còn tình trạng thế này thì con người cũng không tha cho người đâu. Lão Sáng sợ xanh mặt, dạ vâng ngoan ngoãn. Ông thầy hiền từ mà viết vài nét chữ lên lá bùa đưa cho con bé. Con cầm lấy mà khi Diêm Phương có hỏi thì đưa ra nha. Thôi, con đi đi. Đứa bé gái xung quanh người hiện lên màu đỏ oai oái, rồi dần hiện lên màu trắng. Sau đó chuyển thành thứ ánh sáng long lanh mà bay đi mất. Ông thầy thở dài mà nhìn vợ chồng lão Sáng mà nói. Cũng may là con bé nó cũng dễ buông bỏ, cũng quá là thiệt thòi cho nó. Lão Sáng vội lên tiếng. Thế là con bé nó lại quay lại với ngộ nữa hả? Ông thầy Pháp gật đầu trả lời. Con bé là con của ông trời ban cho hai người. Kiếp này hai người phải đón nhận chính nó. Dù có phá bỏ thì đứa bé ấy vẫn quay lại. Thầy lão Sáng suy nghĩ thì ông thầy lại nói. Nãy nó có nói sẽ xin làm con trai, nên hai người cứ yên tâm mà về, chờ đợi kết quả. Lão nghe đến đây thì mừng rỡ mà cảm ơn thầy rối rít, đưa rất nhiều tiền cho thầy rồi cùng vợ ra về. Sau 2 tháng thì An lại tiếp tục đón nhận tin vui. Lần này lão Sáng nâng cô như nâng trứng, vì ông chắc chắn nó là đứa con trai cưng của ông. An ngỏ ý muốn tìm người về quê nhà để dò la tin tức của con gái cô. Lão Sáng vì con trai trong bụng nên cũng đồng ý mà thuê người về tìm. Nhưng kết quả là bố của nó là Thịnh không đồng ý để con gái đi, nên An cũng đành lòng mà chịu vậy. Mấy tháng sau cô hạ sinh một con trai kháu khỉnh, cũng là lúc đứa con cả của lão Sáng muốn lấy chồng và muốn chia phần gia tài của mình. Lão Sáng bắt đầu lập di chúc, lão chia gia tài làm 4 phần, 2 đứa con gái mỗi đứa đều 1 phần. Con trai cưng của lão được 3 phần, còn 5 phần là của lão.
Di chúc được chia xong cũng là lúc mọi suy nghĩ trong An lại hiện rõ. Tại sao con trai cô chỉ có 3 phần, còn cô thì sao chứ? Không cam tâm nên cô làm mọi thủ đoạn để giành trọn cái phần gia tài ấy. Cô biết lão bị cao huyết áp nên cố hại lão, mỗi khi đưa thuốc cho lão uống đều đưa thiếu, nên bệnh tình lão ngày càng nặng. Lão bắt đầu bệnh nhiều hơn, già yếu đi hẳn. Chỉ có An là vẫn phơi phới với cái tuổi 30. Cô công khai hẹn hò yêu đương trai trẻ để con trai gửi bảo mẫu rồi cặp kè chơi bời. Đến ngày lão sáng phát hiện thì hắn điên tiết mà tăng cao huyết áp, khiến lão bị tai biến liệt mất nửa người. Giờ lão nằm đó với cái thân thể thực vật ấy, miệng không nói được nên bị vợ lão bắt ép mà chuyển nhượng hết tài sản cho mình. Lão sáng nằm đó mà ức đến trào cả nước mắt. Mọi thứ trong thể lão mất trắng. Cái thân người nằm ấy, lúc vui thì nó cho ăn, khi buồn thì nó chửi. Lão sáng biết quả báo đã đến với mình, nên một ngày không ai hay biết, lão cắn lưỡi mà tự kết liễu đi cuộc đời của mình. An hay tin từ người bảo mẫu, cô vội chạy về nhà, vội thông báo cho hai con gái của lão biết. Đám tang diễn ra, cô khóc lóc kêu than thảm thiết, trách mình không giúp gì để lão tủi thân mà ra đi. Trách thương lão vì thương mình, cho nên từ bỏ thế giới này mà để vợ con yên ổn. Rất nhiều người đến cúng phiếu cho gia đình lão, tiền rất nhiều, và lẽ đương nhiên là hai đứa con lão cũng không lấy đồng nào để cho An thu xếp chi trả tang lễ. Sau một ngày thì mọi người tiễn đưa lão ra nơi an nghỉ cuối cùng. Huyệt được hạ xuống, đứa bé Sùng là con trai lão sáng được người bảo mẫu bế trên tay, liền mỉm cười mà nhìn về phía hàng cây xanh. Nó vùng tay động chân như vui mừng khi nhìn thấy thứ gì đấy. Miệng thằng bé Sùng cười toe toét vui mừng mà nhìn mắt về phía xa nơi cây si già, làm cho người bảo mẫu cũng thấy lạ mà cố vỗ về nó. Nhưng thằng bé dường như không chịu im mà cứ muốn nhảy dựng lên vui mừng, làm cho người bảo mẫu phải quay sang An mà nói nhỏ. Hay thằng bé nó thấy ông chủ đấy bà chủ? An liếc mắt mà quát. Nói bậy cái gì vậy? Ông chủ nào? An nhìn xung quanh mà cũng cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Cô tự chấn an mình mà mong cho nhanh nhanh ra về. Tối hôm ấy thằng bé Sùng cứ nhìn khoảng không mà cười toe toét, khiến cho người bảo mẫu cũng hoảng sợ mà nghỉ việc ngay đêm đấy. An phải một mình mà ôm con, cô không dám tắt điện mà thấp thoảng không ngủ được. Sáng hôm sau, An cùng hai người con gái của lão sáng ra gặp luật sư riêng của lão. Sau khi đọc di chúc thì An đưa ra tờ giấy đã sang nhượng toàn bộ tài sản có chữ ký của lão sáng ra cho mọi người xem. Hai đứa con của lão rất tức giận mà bỏ về nửa chừng. An khôn khéo đưa cho ông luật sư một khoản tiền để lo mọi chuyện nhanh chóng. Cô muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này, chuyển đến một nơi khác để sinh sống, và muốn mang bé Yên về ở với mình. Tiếng cười của một đứa trẻ con vang lên, là con trai của An. Cô đang nấu ăn vội quay lại nhìn thằng bé đang nằm trên nôi. Nó đang đưa bàn tay bé nhỏ lên trên không như sờ vào cái thứ gì đó. An hơi sợ, cô cố trấn an mình mà gọi con trai mình. Bước đến bên con trai, cô vội vàng bế nó mà đi ra chỗ khác. Cô chú ý thấy thằng bé vẫn còn nhìn về hướng ấy mà mỉm cười. Trên giường là An và thằng bé Sùng đang ngủ. Bỗng thằng nhỏ mở to đôi mắt mà cười lên khanh khách. Giọng cười nó vang vọng trong căn phòng mà làm cho An thức giấc. Cô bừng tỉnh mà ôm lấy con trai thì giật mình khi một thứ gì đó lạnh lạnh đang chụp lấy chân cô. An vội nhìn xuống đôi chân trắng sơn màu đỏ của mình thì giật mình khi thấy một bàn tay đen thui đang chụp lấy cổ chân của mình. An vội rút mạnh chân mà lùi lại đằng sau. Đứa con của An vẫn cười khanh khách mà đưa tay ra phía trước. An cản lại, cô hét toáng lên khi trước mặt mình lúc này là một cái bóng đen thui lùi lù trước mặt. Cái bóng đen ấy dùng tay mà đưa về phía thằng bé Sùng mà ôm lấy nó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm cho An sau khi hét lên thì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Sau khi đã nhận biết rằng con mình đã bị cái bóng đen ấy bắt đi thì vội giảng lại thằng bé. Bóng đen hét to vào mặt An làm cô cứng đơ người ra. Con của tao,
An lúc này hiểu chuyện mà biết đó là ai. Nhưng dường như cả thân thể cô lúc này như bị đóng băng, mà đứng im nhìn cái bóng ấy dần dần mang con trai cô lao vụt ra ngoài cửa sổ. Cô vẫn thế, tay không còn cử động và người vẫn cứng đờ. Đến vài giây sau thì mọi thứ trở lại bình thường. An mới chạy đến bên cửa sổ mà nhìn xuống. Cô sợ hãi mà ngồi xuống nền gạch, ôm đầu mà òa khóc. Vì dưới đất, sân vườn nhà cô là thằng bé Sùng nằm im bất động ở đấy, máu loang lổ và chảy ra ướt đẫm mảnh cỏ nhỏ. Không, con ơi! Cô cố đưa tay xuống chỗ con trai mình đang nằm, thì cảm thấy cả thân thể mình như bị nhếch lên mà chúi xuống phía dưới. Cô la hét, bám chặt lấy bệ cửa sổ để mong hy vọng sống sót, nhưng cổ của cô như bị ai bóp chặt, nghẹn đến không thở được. Một tay của cô cố đưa lên cổ, mong sẽ gỡ ra được. Nhưng không ngờ thứ gì đó cắn mạnh vào tay còn lại đang nắm chặt bệ cửa sổ. Bàn tay ấy tê dần mà dần dần không thể giữ chặt được. Cô cảm thấy người mình nhẹ tênh mà mắt thấy sắp ngã sấp xuống đất thì trợn tròn mắt. An bật dậy mà ướt đẫm cả áo. Cô vừa trải qua một giấc mơ kinh khủng. Nhìn lại đứa con trai mình vẫn đang say giấc thì yên tâm mà quyết định ngồi dậy thay đồ đưa bé Sùng đi. Giờ đã rất khuya nhưng An vẫn tiếp tục gõ cửa nhà ông thầy Pháp. Nhưng khi cánh cửa được mở ra thì là một người thanh niên, mặt cau có mà hỏi: có việc gì? An trả lời và rồi biết được là ông thầy Pháp đã đi trừ tà xa và vài ngày sau mới về. Cô buồn bã mà trở về nhà. Sáng hôm sau, nhờ một vài người chỉ cho biết thì An cũng tìm đến một lão thầy khác. Lão thầy hứa sẽ giúp An và nhận một khoản thù lao lớn. Ngày hôm ấy An gửi con trai cho một người quen dẫn ông thầy về nhà. Lão thầy đưa tay dán một tấm linh phù có dòng chữ đỏ ngoằn ngoèo trên đó mà phát ra thứ ánh sáng vàng nhẹ nhẹ mà chỉ có một số người thấy. Lão thầy phép này chép miệng: "Ai, âm khí nặng quá." Thầy cầm trong túi ra một cây hương khá to mà đốt lên. Làn khói của cây hương toát khắp phòng khách rồi theo thầy lên trên lầu. Lão thầy cùng An cầm cây hương to đi xông hết căn nhà rộng. Ông chỉ trở lại căn phòng ngủ của vợ chồng An, không đi vào mà để lại cuối cùng. Trần lão vừa bước đến gần căn phòng thì cánh cửa phòng tự nhiên dần dần khép lại. An hơi sợ, cô nép sau lưng lão thầy mà tò mò khi trong nhà cô không hề có gió mà cửa lại tự động khép. Lão thầy vội đốt tấm linh phù mà ném vào trong phòng. Tấm bùa bốc cháy rất nhanh, nhưng lão thầy cũng rất nhanh mà ném kịp thời vào trước khi lá bùa thành tro. Một tiếng hét vang lên khiến cho lão thầy cười khoái chí: "Định không cho ta vào hay sao?" Lão đẩy cửa mà bước vào trong phòng, đưa cây hương to cho An cầm mà bảo đi xung quanh căn phòng. An vẫn còn sợ nên e ngại mà nhìn lão thầy. Lão thầy hiểu mà nói: "Nó sẽ không làm gì được con đâu." Nói rồi, lão đưa cho An một lá bùa gấp gọn mà phẩy phẩy tay ra hiệu cho An đi. An cũng đành mà bước đi quanh căn phòng. Đến góc tủ quần áo thì lá bùa trên tay của An dần dần nóng lên. Nó như đang sắp bốc cháy khiến tay cô như bị bỏng rát mà nhanh chóng quăng lá bùa xuống đất. Cô hoảng sợ mà vội chạy lại phía ông thầy. Lúc này lão thầy cũng đã bày xong mọi thứ, miệng lẩm nhẩm mà bắt đầu triệu hồn của lão sáng. Cánh tủ quần áo kêu lọc cà lọc cọc mà lung lay đến rớt cất cánh tủ. Một bóng người lơ lửng trên không bay bọt ra, từ từ mà nhìn lão thầy và An. An không thấy gì cả, nhưng khi lão thầy đưa cho cô một hố nhỏ bảo cô bôi lên mắt thì cô mới nhìn thấy lão sáng. Lão đứng đó chân không chạm đất mà đưa đôi con mắt trắng dã. Lão quỳ thè lè cái lưỡi đã bị cắn đứt đang chảy máu ròng ròng mà cố vươn ra trước mặt của An. Cô nhìn cảnh ấy thì nôn thốc nôn tháo mà nép sau lưng ông thầy. Lão thầy cũng thích thú mà đưa tay ra mà bảo vệ An: "Thằng kia, mày chết rồi mà tại sao không biết đi đầu thai mà lại còn phá phách thế kia?" Lão giơ thanh kiếm gỗ đào mà chỉ về phía hồn ma của ông sáng chất vấn.
oan hồn của lão Sáng vẫn đứng lơ lửng đó mà nhìn hai người. Lão ta không nói gì, đôi mắt căm phẫn nhìn An. Con Ngộ đâu? Con của Ngộ đâu? Những chữ của lão Sáng phát ra làm cho An lạnh hết sống lưng. Cô run rẩy mà đáp. Là con của tôi. Ông không có quyền đem nó đi. Lão Sáng cười lên ha hả, chỉ tay về phía ông thầy Pháp. Lý tưởng thằng cha này có thể bắt được Ngộ sao? Ông thầy Pháp nghe đến đây thì tức đỏ mặt mà quát. Con quỷ kia, mày tưởng tao không bắt được mày sao? Lão thầy điên tiết mà dùng con dao nhỏ rạch mạnh đầu ngón tay, sau đó quẹt một đường lên thanh kiếm gỗ đào của mình. Tay lấy ra trong túi áo khoác vài tấm linh phù màu vàng mà dán lên thân cây kiếm. Cả con quỷ và An lúc này đang đứng một góc cũng nhìn thấy cái thứ ánh sáng màu xanh lá cây lóe lên từ thanh kiếm gỗ. Con quỷ lúc này tạch lưỡi mà bắt đầu đưa hai tay ra. Từ những đầu ngón tay mọc ra những cái móng vuốt sắc nhọn màu đen, làm cho lão thầy cũng đổ cả mồ hôi hột. Lão quay sang hỏi. Cô nói chồng cô chết được mấy ngày? An nhìn ông thầy mà đáp. Được một tuần thưa thầy. Ông thầy Pháp lắc đầu. Một tuần mà hóa quỷ thế kia thì ai chịu nổi? Ông ta suy nghĩ một vấn đề trong đầu mà nhìn An. Nhưng khi thấy sợi dây chuyền có tấm linh phù trên cổ cô thì hiểu tại sao con quỷ ấy không làm gì được cô. Hồn quỷ của lão Sáng lúc này tản mát ra những luồng ánh sáng màu đen. Lão đưa bộ móng vuốt sắc nhọn hơn ở tiệm neo mà hướng về phía ông thầy. Ông thầy nhanh chóng né tránh, dùng kiếm gỗ lóe sáng chém về bên cánh tay con quỷ. Một thứ nước màu đen chảy ra từ tay của con quỷ. Nó cầm hét chồm người đến tay, đâm về phía lão thầy. Lão thầy cố né tránh nhưng vẫn bị móng vuốt trượt qua. Máu từ vùng ngực chảy ra, thấm ướt cái áo khoác vàng lão đang mặc. Lão vội tung ra một lá cờ, vội vàng làm phép cho lá cờ ghim xuống nền nhà mà lẩm bẩm thần chú. Một cái vòng bảo vệ hiện ra trước mặt con quỷ, như bức tường vững chắc ngăn trước mặt nó. Nó điên cuồng mà cào xé, đập phá mảng tường ấy. Lão thầy Pháp ngồi xuống mà kéo áo khoác, vội quay sang bảo An. Cô tìm ai trong nhà, xem có cái lọ thủy tinh nào có nắp mang ra đây cho tôi. Nhanh lên. An vội vã chạy xuống nhà bếp để tìm. Cô thấy hộp đường nên đổ hết hũ đường đi mà vội đưa cho lão thầy. Trong thời gian cô đi thì lão thầy đã cầm lại được vết thương đang rỉ máu. Còn con quỷ bên kia đang dùng sức mạnh mà đập ầm ầm lên bức tường cứng ấy. Mỗi cú đập của nó đều chút vào rất nhiều tu vi, làm ăn mòn khiến cho bức tường ngày càng mỏng đi. Lão thầy nhanh chóng kéo ba lô mà đổ vào lọ thủy tinh một cái thứ chất lỏng sền sệt màu trắng vào lọ. Miệng nói, ta không thể giết con quỷ này, nhưng có thể phong ấn linh hồn nó. Cô có đồng ý không? An vội gật đầu lia lịa mà xin thầy giúp đỡ. Ông thầy nói, ta cần một điều nữa. Sau khi đã phong ấn nó, sợi dây chuyền trên cổ của cô phải đưa cho ta. An suy nghĩ mất vài giây rồi trả lời, được, con đưa cho thầy. Cô suy nghĩ khi đã bắt được lão quỷ thì còn sợ gì nữa, nên vội đồng ý lời thầy đưa ra. Lão thầy lại nói, lấy áo của chồng cô đưa đây. An lại lật đật mà chạy đi lấy. Áo của lão Sáng vẫn còn trong phòng làm việc của lão. Ông thầy vội lấy ra một hình nhân bằng rơm mà viết vội ngày tháng năm sinh của lão Sáng rồi tên của lão. Sau đó đốt đi để cho tàn rơi trên hình nhân, sau đó đọc lẩm bẩm thứ gì đó. Lão nhận chiếc áo từ An rồi đưa choàng trên hình nhân ấy. Miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm, không nghỉ. Rắc một tiếng, bức tường vỡ vụn hóa hư không, lá cờ cũng rơi trên mặt đất. Lão thầy cũng kịp nhấc chiếc áo lên tay, nhanh chóng điểm mắt cho con hình nhân bằng rơm ấy. Bên đây lão quỷ Sáng đã lao đến phía ông thầy. Lão thấy rõ con hình nhân hai mắt đỏ rực mà lao về phía mình. Đã dùng ngày tháng năm sinh của mình, dùng chút tản niệm nơi dân gian.
trực tiếp lấy đi một nửa linh hồn mình đang có. Thứ tà thuật này làm cho lão sáng khiếp sợ, nhưng vẫn đấu chiến với con hình nhân ấy. Ông thầy Pháp ngồi khoanh chân đó, tay bất ấn cử động và điều khiển con hình nhân. Lão sáng cùng nó giao chiến kịch liệt. Lão vội ngó ra khi nhìn vào mặt con hình nhân thì thấy hiện rõ vẻ mặt mình trong đó. Điều này làm con hình nhân công kích trúng lão, khiến lão ngã lăn trên mặt đất mà không bò dậy nổi. Lão thầy lúc này dùng thức cồn gì đó đổ lên chiếc áo mà đốt cháy nó. Chiếc áo tan thành tro rất nhanh thì lão hiện lên trên đỉnh đầu của con quỷ. Con quỷ lúc này đã đứng dậy. Nó không để ý đến chiếc áo trên đầu mà dùng sức tiến lên phía con hình nhân. Hình nhân lúc này bất động như chịu trận mà đứng im đó. Ông thầy Pháp vội làm phép mà hét lớn tiếng. Chiếc áo như có gió bay phần phật mà trùm lên đầu của lão sáng. Một thứ lực lượng kinh khủng vô hình hút cả quỷ hồn của lão vào trong chiếc áo. Còn hình nhân lúc này cũng rơi xuống đất. Chiếc áo thì cuộn tròn lại mà từ từ bay vào trong chiếc lọ thủy tinh trước mặt lão thầy. Lão thầy cười lên ha hả mà đậy cái nắp vào, dán lên hai tấm bùa trấn yểm trên nắp rồi quay sang nhìn An cười cười. Thế là xong rồi nhá. Mà cái hũ này cô muốn để lại hay để tôi mang về? An sợ hãi vội xua tay mà ý bảo lão thầy mang đi. Cô liền cởi sợi dây chuyền ra mà đưa cho lão. Lão ta nhận lấy sợi dây mà lòng vui sướng. Sự thật là sợi dây ấy lão thầy có thể mang đi bán cho người khác được rất nhiều tiền. An lấy trong túi sách một cọc tiền lớn mà đưa cho ông thầy. Lão thầy mỉm cười ra về, trong lòng hân hoan, vừa được tiền nhiều mà còn được lá bùa có giá trị lớn. Lời, đúng là lời quá mà. An thu xếp lại mọi thứ, cô quyết định bán căn biệt thự này đi. Sẽ kiếm một ngôi nhà gần đường để buôn bán và sẽ một lần nữa về quê để tìm lại bé Yên. Hơn một tháng trôi qua, cô và con trai không còn nhìn thấy những thứ kinh dị nữa. Cô cũng đã chuyển nhà và mở một quán cà phê để buôn bán. Nhưng điều làm cô buồn và thất vọng là cô không đón được bé Yên lên ở cùng. Hai ngày trước cô có về đúng nơi con gái và Thịnh đang sinh sống, nhưng cô không vào thẳng nhà mà hỏi mọi người xung quanh. Cô được họ kể rằng nửa tháng trước trong làng có một cô gái đi gánh bánh canh quanh làng để bán. Cô ta tên là Nở. Cô Nở năm nay đã tròn 18 tuổi. Mẹ bệnh liệt giường nên ban ngày cô bán bánh canh ngoài chợ, còn ban đêm thì đem về làng xóm gánh bán cho mấy người dân đi làm về muộn. Đêm hôm ấy trời mưa phùn, Nở định bụng là nghỉ bán, nhưng vì mai là phải lấy thuốc cho mẹ nên cô cũng đành mặc cái áo mưa mà đi rao bán. Tiếng rao của cô gái nhỏ cứ thế vang vọng trong trời đêm mưa gió. Dù trời vẫn mưa phùn nhưng cũng có rất nhiều khách ủng hộ. Cái nồi bánh canh nhanh chóng vơi đi rất nhiều, làm cho Nở cũng thấy phấn khởi. Cô tiếp tục đi tiếp để bán cho hết. Trong một căn nhà, thằng Đen đang nằm thiêu thiêu. Bỗng nó nghe thấy tiếng rao của bánh canh thì nhìn thấy thằng Đệ đang phê thuốc ngồi đực ra đó. Nó nói: trời mưa mới phê thuốc, có em nào nữa thì sướng biết mấy nhờ. Thằng Đệ xoa đầu óc mà trả lời: làm gì có con nào yêu thằng nghiện như tao chứ. Đen cười khẩy: kìa, có em bánh canh đang rao, nhìn cũng ngọt nước đấy chứ. Nói rồi nó ra mở cửa, gọi gánh bánh canh vào. Bỗng nhiên lúc ấy trời mưa như đổ nước, từng tia chớp đánh xuống làm cho Nở cũng hoảng sợ, vội gánh cái nồi vào trong hiên nhà thằng Đen. Mưa to hắt ướt hết cái hiên nên Nở cũng bị ướt sũng, dù có mang áo mưa thì cũng không đủ để che hết được. Thằng Đen nhanh trí vội gánh cái nồi vào trong tận nhà mà để, rồi bảo Nở vào đi đừng ngại. Hắn ta giả vờ vào nhà lấy cái bát ra để mua bánh canh, nhưng thật ra hắn bàn với thằng Đệ: lúc ta mua ấy, thì mày ra chốt cửa chặt lại để nó khỏi chạy. Thằng Đệ đứng dậy chuẩn bị tư thế, còn thằng Đen thì mang bát ra để cho Nở múc bánh canh. Cô chăm chú mà không để ý thằng Đệ đã luồn qua mà đóng mạnh cửa. Đến khi cánh cửa chốt lại thì cô mới hoảng hồn nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Nở vứt cả bánh canh mà chạy ra kéo cánh cửa.
nhưng cô bị thằng đệ kéo vào, cười hăng hắc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng đen cũng lao vào ôm chặt lấy người của Nở. Tiếng mưa quá lớn làm cho cô dù có la hét cũng không ai nghe thấy. Đệ vội kỳ chặt hai chân cô mà cùng thằng đen đưa cô lên giường. Chúng nó cào xé, giày vò thân thể bé nhỏ của Nở. Mặc cho cô la hét van xin thì cũng không thể thoát khỏi chúng nó. Hai thằng thay phiên nhau hít hà cái làn khói của chất cấm gây nghiện, rồi lại tiếp tục hì hục trên thân thể của Nở. Đến khi đã xong thì mới hay Nở đã ngất lịm đi từ lúc nào. Chúng nó mới bê cả cô và gánh bánh canh ra gốc cây xì cuối làng, bỏ mặc cô ở đó. Từng cơn gió lạnh thấu xương làm cho Nở phải gồng mình tỉnh dậy. Cô không còn chút sức lực, cố lết về nhà. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Cô gái trẻ tuyệt vọng bước chân lên cái cầu ao. Cô nhắm mắt chuẩn bị lao mình xuống đó. Ùm một tiếng, Nở đã không ngần ngại mà gieo mình xuống dòng nước đen sâu ấy. Cô cảm thấy mình tủi nhục khi bị làm nhục. Cô thấy mình không còn xứng đáng với người mình thương. Không còn là con gái ngoan của mẹ nữa. Rồi mai đây cô sẽ bị mọi người chê bai nói xấu. Cô không muốn, không muốn sống như thế. Thả cô chết đi còn hơn. Sự việc cho đến khi gia đình của cô gái là người mẹ bại liệt, chờ mãi mà không thấy con mình về. Đến khi một số người hàng xóm qua thăm hỏi, khi nghe thấy tiếng kêu van của bà lão thì mới biết con gái bà vẫn chưa về nhà. Họ mới bắt đầu đổ xô đi tìm giúp cho bà. Rồi mọi người chỉ thấy cái gánh bánh canh ở đó, và cách đó không xa là đôi dép trên cái cầu ao cuối làng nằm đó. Nhưng cô thì họ lại không thấy. Chiều hôm ấy, cái xác cô Nở nổi lên. Chính quyền chỉ đến phong tỏa rồi điều tra. Mọi chuyện cũng chả ai hay biết về những kẻ phạm tội ấy. Thế là họ tìm đại một cái lý do để nói với gia đình cô gái. Họ cũng bù đắp cho người mẹ bại liệt một viện dưỡng lão có đầy đủ mọi thứ để chăm sóc cho bà. Nhưng mọi người đâu biết, thứ bà ta cần là con gái của bà. Trả lại con gái cho bà. Bà Nụ là mẹ của chị Nở. Ánh mắt bà buồn rầu đang nhìn về phía xa xăm như đang trông ngóng điều gì đó. Trong giấc mơ bà thấy con gái của mình hiện về với hình hài ướt át, ánh mắt đỏ hoen ngấn lệ mà nhìn mẹ. Bà Nụ kêu to. Con ơi, sao mà chết tức tưởi vậy con ơi? Có chuyện gì nói cho mẹ biết đi con. Chị Nở không nói gì mà chỉ nhìn mẹ khóc. Cô gái trẻ lắc đầu như không muốn kể lại những gì đã xảy đến với cuộc đời của mình. Nhìn ngắm người mẹ già một hồi lâu thì Nở mới mở miệng. Mẹ, cảm ơn mẹ đã 9 tháng cưu mang, 3 năm bố mớm. Con thật bất hiếu khi cuối đời của mẹ con không thể lo cho mẹ. Xin mẹ tha lỗi. Con chết rồi, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. Con không về nữa đâu. Chưa kịp để cho bà Nụ nói gì thì Nở đã biến mất tích, để lại tiếng kêu gào khóc của bà Nụ đang cố gắng gọi con gái. Bà tỉnh dậy và giờ đang rất bàng hoàng, không biết chia sẻ với ai để cho nhẹ lòng. Chú Tư đêm nay đi soi cua, cố gắng sau cơn mưa buổi chiều thì đêm nay sẽ kiếm được vài cân để sáng mai ra chợ bán. Chú đã uống vài ly ở nhà để cho người nó ấm ấm đi đêm cho đỡ cảm lạnh. Chú đi tới đầu cầu ao thì đã thấy một đứa con gái tóc dài, mặc bộ đồ bà ba. Dưới ánh trăng hiện rõ là một đứa con gái đôi mươi xinh xắn. Đứa nào đấy bay ơi? Chú Tư lên tiếng hỏi, vì ở dưới quê đêm hôm con gái ít khi ra đường một mình. Chỉ có can trời hẹn hò yêu đương mới dám trốn nhà đi trong đêm như thế. Chú Tư thấy con bé nó không trả lời, mà còn đăm đăm nhìn xuống dòng nước đen ngòm ở đó. Chú nhớ đến con bé hôm vừa rồi vớt xác lên ở cái cầu ao này thì vội chạy lại vì sợ đứa bé này cũng dại dột như vậy. Chú vừa chạy vừa la lớn tiếng. Ơ kìa, đừng có dại dột. Này! Đứa con gái quay phát mặt lại. Vì trời tối nên chú Tư chưa thấy rõ. Đến khi thấy rõ thì chú reo lên. À, là con Nở, tao tưởng ai?
Vẻ mặt của Nở lúc này không có tí cảm xúc nào mà nhìn chú chằm chằm nói. Chú Tư à, nói với chúng nó là con sẽ trả thù. Lúc này chú Tư như ý thức ra, vội lắp bắp. Là con Nở, mày chết rồi mà. Mặt chú bây giờ còn tái hơn mặt xác chết mà ném cả cái rổ đựng cua chạy thục mạng về nhà. Tay chân loạng choạng là hét toáng lên, nhưng trong tiếng gió vẫn thoảng nghe cái giọng nói ai oán nhưng có phần tức giận của Nở. Nói với chúng nó, con sẽ trả thù. Con sẽ trả thù. Sẽ giết sạch lũ chúng nó. Chó trong làng bắt đầu sủa rân lên khi nghe thấy tiếng kêu thét của chú Tư. Mọi người ảo ra xem là có chuyện gì. Được chú Tư kể lại đầu đuôi sự ngành thì ai cũng phát khiếp. Sáng hôm sau, vợ của chú Tư đi mang cá ra chợ bán thì lại kể mọi chuyện đã xảy ra với chồng mình. Một đồn 10, 10 đồn 100, cả cái làng ai cũng biết rằng hồn ma của Nở đã về lại cầu ao và nhất định sẽ trả thù những đứa đã hại nó. Mọi thắc mắc trong câu chuyện cô gái trẻ tự tử đã có mở đầu và mọi người đang trông ngóng xem diễn biến sẽ như thế nào và ai sẽ là người phải lãnh nhận sự trừng phạt ấy. Một số người cuối làng đi xem hát hay đi đâu đó vào ban đêm đều thấy cô gái trẻ ấy ngồi ở cầu ao mà nhìn xuống dưới. Ai bảo gan đứng lại thì thấy cô ấy nhảy cái tùm xuống dưới rồi mất tích. Hai lũ trẻ không dám tụ tập nhau hóng gió ở cây xì to ấy nữa. Vì thứ chúng thấy là chị Nở. Cái chị Nở ấy vẫn ngồi đó tay múc tô bánh canh mà nghẹn ngào trong đêm tối. Ai bánh canh đi, bánh canh nóng hổi ăn liền đi, bánh canh đi. Thằng Đen lo sợ mà ngồi nhìn thằng Đệ. Bây giờ mày tính sao mày? Thằng Đệ cáu lên. Tính cái rắm, ai bảo hôm đó mày nghĩ ra mọi chuyện. Thằng Đen cũng cau có. Chứ tông môn mày không sợ nó à? Thằng Đệ mới nhẹ giọng. Thì có, nhưng tao đếch tìm nó làm gì chúng mình được. Chết là hết, trả thù cái con mẹ gì. Thằng Đen tuy lo sợ nhưng thấy có thằng bạn rất bình tĩnh nên nó cũng đành quên đi mọi chuyện vậy. Cho đến ngày nó đang phóng chiếc xe đạp đi trên xã về thì đến gần chỗ gốc xì, nó thấy xe mình nặng trịch và bàn đạp dưới chân nó đạp không nổi. Nó mới quay ra sau nhìn thì ôi thôi, một con nhỏ tóc xõa dài, người ướt át cười lên rũ rượi, ghì chặt lấy hai tay nó. Chân nó lúc này cứng đờ mà cảm giác ướt lạnh sống lưng. Cái bàn đạp của xe nó rơi ra rớt trên đường đi, nhưng cái bánh xe thì vẫn quay đều mà điều khiển xe chạy lao về phía cây xi. Thằng Đen lúc này chảy ướt cả quần, nhưng nó chợt bình tĩnh trong phút giây, mặc niệm Phật hình xua đuổi con ma phía sau. Nhưng rồi miệng nó lại hét lên van xin khi tiếng cười của con quỷ phía sau cứ thế mà xoáy vào tâm trí nó. Đừng mà, làm ơn tha cho tôi đi, tôi sẽ đi đầu thú. Đừng mà. Ầm một tiếng, cả người thằng Đen bay mạnh vào thân cây xi mà đập thẳng mặt vào đấy. Sau đó người nó rơi xuống đất vỡ toác đầu chết mà không kịp ngáp. Bóng ma bay lơ lửng trên đỉnh đầu nó mà nắm lấy hồn phách của nó cào mạnh. Tinh phách của nó tan ra thành từng tia sáng nhỏ và bay lên bầu trời. Con quỷ nhìn theo rồi nhìn thân thể thằng Đen mà cười lên man rợn. Tha cho mày ư, tha cho mày. Ai cứu tao đêm mưa gió ấy? Nói rồi con quỷ lại bay lơ lửng lại cầu ao mà ngồi đó khóc nỉ non. Sáng hôm sau, mấy bà cô đi chợ sớm thì hô hào mọi người ra xem. Nếu không vì bộ quần áo, chiếc xe hay giấy tờ thì chả còn ai nhận ra đó là thằng Đen nữa. Mặt nó không còn nguyên vẹn vì đầu đã nứt toác ra, óc ác chảy ròng ròng, trông kinh khủng lắm. Thằng Đệ nghe thấy chuyện vậy thì sợ xuông vòi, nhanh chóng lên Sài Gòn kiếm công ăn việc làm. Nó phụ làm cho một nhà máy lúa gạo để kiếm sống và quên đi mọi thứ. Đã qua 3 ngày nên nó tưởng mọi chuyện êm đẹp. Nhưng đêm ngày thứ 3, khi nó đang ngồi tụ tập đập đá với đám bạn
thì thấy muốn vào nhà vệ sinh. Thấy thằng nhãi này đi vệ sinh như ngủ trong đó thì đám bạn phá cửa xông vào. Nhưng tá hỏa khi phát hiện thằng bạn đã chết, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng lên không còn thở. Cuộc điều tra kết luận rằng thằng đệ sốc thuốc mà chết. Xác của nó được đưa về quê nhà an táng. Đâu ai biết là đêm ấy, khi nó vừa chơi thuốc xong thì mới ngồi xuống cái bồn cầu. Cả người nó cứng đờ. Nó thấy một cô gái nhìn rất quen xà vào lòng nó mà khiêu khích. Nó tưởng là đứa bạn nào muốn chơi trò caro với nó, nên không do dự mà xử đẹp con nhỏ. Trong cơn mê mẩn, nó thấy con nhỏ mặt trắng dã, mắt trợn tròn, người nhớt nhát mà bóp chặt cổ nó. Nó u ớ khi nhận ra đó là con Nở. Nói đúng hơn là hồn ma con Nở, thì miệng nó đã sùi bọt mép mà tắt thở. Vậy người mà để cho con Nở trả thì đã lần lượt bị giết. Người ta hoảng sợ không biết rồi sẽ có ai là nạn nhân tiếp theo không nữa. Họ vẫn đang ngóng chờ, nhưng rồi mọi chuyện không tiếp diễn nữa. Thế là họ biết sự trả thù đã xong nên cũng không còn quá hoảng sợ. Sẽ yên ổn hơn nếu như mọi chuyện sẽ xảy đến tiếp. Chuyện sẽ không to tát khi con bé Yên nhà anh Thịnh hôm đó ở nhà một mình. Bố nó đi làm thuê cho ông Toại cách nhà nó có mấy cây số nhưng đến tối vẫn chưa về. Anh Thịnh sốt ruột khi chủ cứ giữ lại mà uống với ông ấy vài ly. Ông chủ Toại cứ hăng hăng giữ lại rồi bảo là đã nhờ hàng xóm trông coi thì con bé ở nhà không có việc gì đâu mà lo. Nể tình chủ nên Thịnh cũng làm vài chén và xin phép về sớm. Lúc này con bé Yên đã rời nhà mà đi tìm bố. Nó nước mắt giàn giụa, lững thững bước đi. Tới cái cầu ao thì con bé đứng lại vì không dám qua cầu. Thường ngày bố nó phải bế nó qua, nên nay qua một mình nó rất sợ. Bỗng một chị gái bước đến cạnh nó mà nói: "Em muốn qua cầu sao?" Bé Yên hơi giật mình vì giọng nói ấy nó cứ ồm ồm làm sao ấy. Nó ngước lên nhìn chị gái thì thấy chị ấy đẹp lắm. Mặt chị ấy đánh phấn trắng như mấy chị gái đẹp trên tivi. Tóc chị ấy dài lắm mà xõa nhẹ bay trong làn gió. Chị ấy mỉm cười nhìn Yên. Yên không còn rụt rè mà kể chuyện đi tìm bố cho chị ấy nghe. Chị ấy đồng ý mà giúp đưa con bé qua cầu. Đi được nửa đường thì suy nghĩ trong đầu hồn ma Nở bỗng lóe ra. Cô trực tiếp bay thẳng vào thân thể của bé Yên, sau đó mỉm cười quay ngược trở về nhà con bé. Một cô hàng xóm nhìn thấy bé Yên thì chạy ra mà ôm lấy con bé. "May quá, con đây rồi. Đi đâu mà làm cô Tám lo quá nè." Con bé Yên nhìn rồi đánh giá một lúc, nó nói: "Cô là gì của bố cháu?" Cô Tám mỉm cười mà đáp: "Thôi, biết rồi còn hỏi. Hôm qua con mới nói là vợ mới của bố Thịnh đấy thầy." Nó gật đầu nhìn cô Tám mà hỏi tiếp: "Bố con sắp về chưa?" Cô Tám lắc đầu không biết, ngỏ ý sẽ ngủ cùng nó, nhưng nó lại từ chối làm cô Tám ngạc nhiên. Cô Tám trêu: "Ngủ một mình á, coi chừng ông ổ bóng bắt đấy nha." Nhưng con bé không nói gì. Bé Yên mỉm cười rồi bước vào nhà. Nó nhìn quanh nhà rồi lại bật khóc dữ dội, vì nó đang nhớ đến căn nhà nhỏ của nó, nhớ đến mẹ, đến mọi thứ. Nó chợt nhận ra mình đã sai khi tự tử, và giờ nó muốn mình làm lại từ đầu, sẽ dần lớn lên từ một đứa trẻ, sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc mẹ mình hơn. Bố Thịnh quay trở về nhà thì lúc này trời đã tối, nhưng anh không hề thấy bé Yên đâu. Mặc dù đã đi kiếm khắp làng xóm nhưng anh không thể thấy con gái mình đâu. Cả đêm ấy anh không tài nào ngủ được mà cứ đi tìm con cho đến tận sáng. Chú Thịnh ơi, con bé Yên đang ở bên nhà bà Nụ. Chúng cháu đi học ngang đó thấy nó mà gọi thế nào nó cũng không chịu về." Thịnh vui mừng vì đã biết chỗ con gái ở. Anh hấp tấp chạy thẳng đi đến nhà bà Nụ. Khi mở cánh cửa, anh thấy con gái mình ngồi thẫn thờ mà nhìn lên di ảnh của một người con gái. Yên, về nhà thôi con." Bé Yên vẫn ngồi đó, dường như nó không nghe thấy lời gọi của bố nó. Đến khi Thịnh bước vào mà ôm lấy vai con bé, thì con bé mới giật mình và quay lại nhìn Thịnh. Thịnh thủ thỉ vào tai con bé.
Về nhà thôi con, bố đi tìm con từ tối qua đến giờ. Yên nhìn bố mình mà lắc đầu. Nhà của tôi ở đây. Thịnh ngạc nhiên ôm chặt lấy con bé. Con bé Yên như có sức mạnh phi thường mà Thịnh không thể nào nhấc bổng nó lên được. Anh nhìn kỹ lại tấm ảnh của cô nở mà dường như đoán ra được điều gì đó. Anh chậm rãi hỏi. Nở, có phải con về mượn xác bé Yên sao? Nở quay phắt lại nhìn Thịnh, khiến cho anh cũng hoảng sợ mà nhìn Nở. Vì lúc này anh nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Nở hiện ra từ thân người con gái của anh. Nhà cháu về. Câu trả lời của Nở làm cho Thịnh toát mồ hôi hột. Nhưng nhìn cái thân xác trước mặt là con gái mình nên anh cũng gạt đi nỗi sợ mà van xin. Cô Nở ơi, con gái tôi còn nhỏ lắm. Tôi xin cô tha cho nó. Cô có muốn về nhà thì cô tìm người lớn khỏe mạnh mà nhập, hay nhập vào tôi cũng được, chứ đừng làm tổn hại con gái tôi. Nở không trả lời mà cứ đăm đăm nhìn lên bức ảnh của mình mà thở dài. Thịnh nằn nở cỡ nào cũng không thể được. Anh cố chạy ra hô hào mọi người xung quanh, mong sao con gái mình được trở về như trước. Hàng xóm tuy sợ nhưng vẫn chịu khó khuyên bảo cô Nở. Nhưng dường như chị ta không chịu mà hung dữ đuổi mọi người đi. Ông Toại, chủ của Thịnh, thấy không được nên kéo tay anh Thịnh ra mà nói nhỏ. Cái này là phải mời thầy giúp. Anh có quen ông thầy trên phố, để anh giới thiệu cho chú mày. Thịnh nghe đến đây thì anh như còn tia hy vọng bám giữ. Nhưng vẻ mặt anh bỗng buồn khổ. Em không còn tiền bác à? Ông chủ Toại vỗ vai anh. Coi như là lỗi của anh hôm đó giữ chú mày ở lại nên mới xảy ra cớ sự này. Anh lo cho cháu nó được mà. Thịnh cúi đầu cảm ơn ông chủ. Ông Toại vội đi gọi điện thoại cho ông thầy trên phố về mà giúp đỡ. Thịnh để cơm trước cửa gọi con gái ra lấy ăn. Nhưng bé Yên vẫn không chút xíu nhúc nhích mà vẫn ngồi đó. Nó không cần ăn uống hay đi lại, cứ ngồi lì ở đó thôi. Đến sáng hôm sau thì ông thầy được mời từ trên Sài Gòn cũng đã tới nơi. Ông được ông chủ Toại đón tiếp nồng nhiệt, sau đó dẫn đến gặp Thịnh kể cho ông thầy nghe hết sự tình mà con gái của anh Thịnh đã gặp. Ông thầy bấm đốt ngón tay mà vẻ mặt căng thẳng. Con bé này phải trải qua kiếp nạn như thế mới đúng với số trời. Tôi thấy nó có căn duyên với cái nghề của tôi. Chú Thịnh này, tôi bảo chú như thế này xem có được không? Thịnh gật đầu lia lịa mà lắng nghe lời ông thầy nói. Con bé này sau khi bị cô gái chết oan ấy nhập hồn thì nó sẽ được mở linh trí, sẽ nhìn thấy nhiều ma quỷ hơn. Chú lên nhờ cho con bé theo học một chút pháp thuật. Sau này nó sẽ giúp ích cho đời, còn tránh những phiền toái của người âm theo. Thịnh nghe vậy, anh hoang mang cực độ. Nghĩ đến cảnh xa con gái mà lòng anh thắt lại. Đọc được suy nghĩ trong đầu Thịnh, ông thầy lại nói tiếp. 6 tuổi gặp kiếp nạn suýt mất linh hồn. 14 tuổi thì bị người cõi âm yêu thầm mà theo đuổi khó cắt. 22 tuổi bị hãm hại đến tai nạn nặng nề. Ông thầy nói đến đây thì dừng lại mà nhìn Thịnh, sau đó nói tiếp. Tôi sẽ không nói thêm những thứ linh tinh khác mà con gái anh sẽ mắc phải. Nhưng nếu theo tôi thì cuộc đời nó sẽ khác, sẽ sống được tốt hơn. Tôi và con bé cũng có cơ duyên từ kiếp trước. Sư phụ tôi đã nói rằng sẽ đến lúc tôi phải trả nợ bằng cách che chở và làm hết sức mình cho một đứa con gái mà tôi phải nhận làm con nuôi. Tôi biết ngày ấy đã tới. Thịnh nghe vậy, anh hiểu mà đồng ý gật đầu. Người hàng xóm kể đến đây thì dừng lại mà nhìn An nói tiếp. Thế chị đã biết vì sao con bé nó không còn ở đây nữa không? An gật đầu, cô đành quay về vì không tìm được con gái nữa. 18 năm trôi qua, An trải qua rất nhiều mối tình, quen rất nhiều người nhưng cô không có ý định lấy chồng. Con trai cô lúc này cũng đã trưởng thành. Nó buồn vì những lời nói từ mọi người bảo nó mồ côi bố, mẹ thì lẳng lơ hết người này đến người khác. Cái tính lằng nhằng ấy ăn sâu vào trong máu của An khiến cô không bỏ được.
Dần dần con trai cô lao vào con đường nghiện ngập, nó tụ tập đám bạn ăn chơi sa đọa. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, An đành chịu vậy mà chỉ biết khuyên nhủ con. Một cô gái đứng trước tấm bia mộ của bố mình mà nước mắt rưng rưng. Cô cùng chồng thắp cho bố nén nhang mà lòng quặn thắt. Bố cô là ông Thịnh đã mất, để lại cả cuộc đời cho con gái mình. Yên cùng chồng về quê sinh sống, giúp đỡ một số người trong làng bị ma quỷ trêu phá. Cô học thêm về thuốc nam mà chữa bệnh cho nhiều người. Cuộc sống cứ thế êm ả mà trôi đi. Cho đến một ngày. Yên, con còn nhớ mẹ không? Yên quay lại, cô nhìn người mẹ mình mà không muốn nói chuyện. Yên à, đây là lần thứ 9 mẹ về đây khuyên con về với mẹ. Bố con cũng đã mất rồi. Bà An nói với cả tấm lòng của mình. Nhưng Yên lại đáp: tôi đã có gia đình riêng của mình. Xin lỗi, tôi không muốn ở với đứa em nghiện ngập như thế. Bà An van nài: mẹ sẽ chia cho con nửa gia tài mẹ có. Mẹ muốn về đây ở với vợ chồng con. Mẹ mặc kệ nó, thằng bé không còn nghe lời mẹ nữa. Yên hơi phân vân, cô cũng muốn tha thứ cho mẹ. Cô đáp: trước khi mất, bố tôi cũng khuyên nhủ tôi về với bà. Được, bà thu xếp về, rồi tôi sẽ tìm đất cho bà ở, chứ tôi không lấy tiền của bà đâu. Bà An nghe vậy thì vui mừng mà đồng ý quay ngược lại lên phố, gọi con trai về để chia gia tài. Sùng đập bàn mà quát: mẹ nói sao? Con chỉ được nửa gia tài thôi sao? Là bố để lại hết cho con, nó có cái gì chứ? Bà An tức giận cũng mắng: nó là chị con, nó hy sinh để con được sống trong nhung lụa cơ mà. Sùng lắc đầu: con không đồng ý. Bà An gắt lên: tao là mẹ, tao có quyền. Sùng giận dữ bỏ đi. Tụ tập đám bạn mà đập đá thâu đêm. Ê Sùng, tao nghe nói bà già mày sắp chia gia tài cho mày phải không? Một thằng bạn trong nhóm hỏi, làm cả bọn nhôn nhao. Sùng đem hết chuyện kể ra cho chúng nó. Chúng nó bảo bà già của Sùng thiên vị, làm thế là không đúng. Sùng tức giận nguyền rủa mẹ mình. Hắn ta quay trở về nhà với con dao sắc nhọn. Nhìn không thấy bà An đâu, hắn mới đi thẳng lên phòng bà. Cánh cửa được mở ra, hắn thấy mẹ mình đang nằm đó. Mới chơi đá phê pha xong, trong đầu vang vọng những câu nói của đám bạn. Hắn dùng sức mà đâm hơn chục nhát khiến bà An không kịp ngáp, chỉ trợn mắt nhìn con trai. Nước mắt bà lăn dài trên má. Là nhân quả, bà biết chắc đó là luật nhân quả mà mình phải đón nhận. Sùng cười lên ha hả, anh ôm đầu cười như điên như dại. Là của tao, tất cả gia tài phải thuộc về tao, của tao hết. Khẽ mở mắt nhìn xác của người mẹ mình, Sùng lại ôm lấy mẹ mà xin lỗi khóc nức nở. Lại nhớ đến chuyện gia tài bị chia đôi thì anh lại tức giận mà đâm thêm vài nhát vào người bà An. Vụ việc được phát hiện, Yên đưa xác mẹ nằm cạnh bố mà nước mắt rưng rưng. Cô đâu ngờ sự việc lại xảy ra như thế. Dẫu đã biết nhân quả của mẹ cô đã đến, nhưng không ngờ nó lại tàn nhẫn đến như vậy. Đứng từ xa nhìn đứa em cùng mẹ khác cha của mình đang nô đùa với đám bạn tâm thần mà thở dài. Hết kiếp này, cô sẽ thay mẹ mà chăm sóc đứa em này vậy. Trong cái làn sương khói mịt mờ, ông Thịnh cùng bà An đứng đó. Bố nhìn Yên mà chỉ mỉm cười không nói gì, còn mẹ cô thì hai hàng nước mắt ngấn lệ tuôn rơi. Một đời người biết có là bao, sống đua đòi biết có được chi, nhân quả tuần hoàn ai nào biết, quả báo đến nhanh ai nào ngờ. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Tuyết Nhung. Và ngay bây giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh. Và câu chuyện vừa rồi, một cái chết, một cái kết quá là thảm đúng không ạ? Nhưng một cái bài học mà tác giả nhắn nhủ trong cái câu chuyện này ở cuối của câu chuyện đó là: nhân quả tuần hoàn ai nào biết, quả báo đến nhanh ai nào ngờ. Cuộc đời là như thế,
mình làm ra bất cứ cái điều gì, nó cũng sẽ đều nhận lại, một là hậu quả, hai là kết quả. Còn kết quả hay hậu quả thì tùy ở sự lựa chọn của chúng ta mà. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện tiếp theo của tác giả Mạnh Ninh nhé. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, gia đình bác Hộ Tốt đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài. Tiết trời của tháng xá tội vong nhân đêm nay khá mát mẻ. Ánh trăng thượng tuần trên cao soi rọi từng nhành cây ngọn cỏ, làm căn nhà gỗ đổ sổ như một gã khổng lồ, vơi mình dưới ánh vàng nhờ nhờ như váng mỡ. Đám gia nhân đang ngủ từ lâu, không gian từ ngoài cánh cổng gỗ lim to bản trải dài hết khoảng sân gạch rộng thênh thang cho tới khu nghĩa địa sau nhà đều khoác lên mình sự thâm u tĩnh lặng đến mức ngột ngạt và có phần bí bách lắm. Căn nhà chìm trong sự tĩnh mịch, lâu lâu chỉ có tiếng quạ réo trong đêm, vài tiếng chó chu chăng, rồi rất nhanh lại chìm vào lặng thinh vô tận. Bá Hộ Tốt nằm chằn chọc trên giường, ông lăn qua lăn lại cố dỗ giấc ngủ nhưng chẳng thể chợp mắt. Đêm này đã là đêm thứ ba giấc ngủ chẳng thể tìm tới, dù cơ thể ông đã xuống thấy rõ. Từ một người béo tốt, hai nách không khép lại được, giờ Bá Hộ Tốt gầy sọp cả đi. Hai hốc mắt trũng sâu thâm quầng, lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo, hơi thở cố nén trong cổ họng. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm Bá Hộ Tốt giật mình. Bên cạnh giường, bà Hà vợ ông đang thiêm thiếp trong giấc ngủ dài. Phần vì mấy ngày hôm nay lo việc chùa chiền, phần vì bận mãi cho chuyến hàng vải, nên buổi tối chỉ hỏi han chồng qua loa là lăn ra ngủ như chết. Tiếng thở đều đều, tiếng nghiến răng ken két chứng tỏ bà đang say ngủ lắm. Bên cạnh giường, ngọn đèn dầu dù khơi sáng hết cỡ cũng không thể soi rọi hết không gian căn phòng. Hắt lên bức tường gỗ là bóng ông Bá Hộ đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Chốc chốc cái bóng lại vặn vẹo mà vò đầu bứt tóc. Nằm chán cũng không ngủ nổi, ông Bá Hộ Tốt lật đật trở ra nhà ngoài. Ông hạ mình xuống chiếc ghế mây rồi bạc mặt nhìn ra khoảng sân đang lờ mờ ánh trăng. Tiếng sấm rền vang trên nền trời còn ngập ánh trăng thì quả là sự lạ, như báo hiệu ngày tàn của gia đình ông đã tới. Ông làm gì mà chưa ngủ thế? Lại thức trắng đêm hả? Bà Hà ngáp ngắn ngáp dài, chiếc áo cánh the chưa kịp khoác hết để lộ chiếc yếm đào đỏ tươi và làn da trắng như bông bưởi. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện chồng, tay rót ra hai bát nước vối đầy cho chồng mình, rồi thẹ thọt khuyên nhủ. Gắng mà nghỉ ngơi đi ông ạ. Em là em thấy ông suy nghĩ quá nên đâm ra tâm bệnh đó. Ông mà cứ như thế thì sau này em biết dựa vào ai? Ông Bá Tốt thở dài, nhấp một ngụm nước rồi rít bi thuốc lào cho trấn an bản thân. Ông gục đầu không nói, ánh mắt lại một lần nữa ném ra khoảng không, lúc này đã lờ mờ tối vì mây đen kéo đến, thế chỗ ánh trăng rằm. Mấy bụi tre trước nhà gặp gió phát ra tiếng kéo kẹt thê lương. Mấy tàu lá chuối va vào nhau xào xạc, lẫn trong tiếng gió xé sắt là tiếng rắn bắt ngoé ở mảnh ao trước nhà và tiếng lâm râm cầu kinh của nhà ai dội lại rõ mồn một. Ông Tốt chỉ mong lời vợ mình nói là đúng, cứ tình cảnh này khéo ông kiệt sức đến nơi. Đôi mắt mở đục mấy phần vẫn mở trừng trừng, một lần nữa tâm thức lại kéo ông về với mớ hỗn độn không có lời lý giải. Một tuần trước nhằm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng xá tội vong nhân. Uống, uống đi nào các ông, hôm nay cứ để Tốt tôi mời. Tiếng ông Bá Hộ Tốt vọng lên oang oang giữa bàn tiệc rượu ê hề. Hôm nay ông Bá Hộ mời tất cả chức sắc hương thân trong làng về nhà khoản đãi vì chúng to phụ buôn vải lên mạn ngược. Không gian ồn ào, tiếng chúc tụng, cũng bát leng keng, tiếng chặt thịt phẩm phập, tiếng đám gia nhân hò nhau ý ới, tiếng chân nện trên nền đất. Mùi thịt chó bốc lên điếc mũi càng làm không khí bàn tiệc thêm phần náo nhiệt.
Ông Tránh ngồi bên bàn đèn, chốc chốc lại quát thằng Hậu châm đóm. Miếng thịt chó nhảy mỡ trào ra khóe miệng, thấm cả xuống chòm râu đã bóng loáng. Ông Tránh nhai nhồm nhoàm trong sung sướng, đoạn cất giọng kẻ cả. Nhà ông bá cứ khách sáo làm gì, chúng tôi đến dự cũng có cái ngại lắm, không công bất thủ lộc. Tự dưng vắp mồm đến đây đánh chén quả thật có gì đó khó xử lắm. Tôi nói đúng không các ông? Đám hương thần nghe thế vậy thì nhao nhao hùa theo. Dạ bẩm, cụ Tránh nói đúng lắm ạ. Dạ bẩm, ngại lắm ạ. Nói là nói đái bôi vậy, nhưng ông Tránh cùng đám người vẫn tay bốc mồm nhai, cổ núc rượu ừng ực ra chiều phủ phê lắm. Mầm cỗ cứ vơi lại đầy hệt như niêu cơm thạch xanh. Điều đó phần nào nói lên gia cảnh giàu sang, ăn trên ngồi chốc của gia đình ông bá tốt so với đa phần dân cùng đinh, nhà tranh vách đất, thấp cổ bé họng ở cái làng biến hòa này. Ông bá tốt ngửa cổ nốc sạch chén rượu hoa mai. Hơi rượu bốc lên đỉnh đầu làm cho ông choáng choáng lắm, nhưng vẫn giữ phép tắc nửa mùa của bậc trưởng giả học làm sang mà tấu mà bày. Dạ bẩm cụ Tránh, bẩm các cụ, nếu không có cụ Tránh rộng lượng hải hà mà đóng cho cái chuyện xuất quan, e rằng cũng chẳng được thuận buồm xuôi gió. Này tốt tôi mở tiệc này để khoản đại cái thịnh tình của các cụ là đúng nhẽ lắm ạ. Các cụ cứ mặc sức ăn, nói lại còn có gói mang về đấy ạ. Ông Tránh vốn là phường tham ăn tục uống, nghe thấy vậy thì sáng mắt nhưng vẫn giữ giọng điệu của bậc hủ nho ba lần thi tú tài đều rớt. Ông ba khách khí quá, lại còn cho gói mang về. Thôi thì cung kính chẳng bằng tuân lệnh. Nào, uống đi các ông. Không gian bàn tiệc với những lời nịnh hót cứ thế ầm ĩ cả lên. Cụ Tước là chân gia nhân trong nhà đã lâu, chứng kiến cảnh đó thì thở dài nói với đám người ở. Tháng bảy cô hồn mà mở tiệc khoản đãi rượu thịt thế này thì phạm vào âm đức lắm. Thằng Dần cũng là chân điếu đóm, năm nay vừa tròn 13, nghe thấy vậy thì không khỏi tò mò vặn lại. Ăn uống khoản đãi là chuyện thường tình, hà cớ làm sao mà cụ lại kêu là phạm âm đức? Cụ Tước nhìn thằng bé rồi giảng giải. Các cụ từ xưa đến nay vẫn đồn tai nhau rằng con người dù có đày vào cõi âm ti địa ngục thì cũng có ngày được xá tội để giảm bớt khổ cực và đau đớn. Chuyện những vong linh chết oan hoặc không thể về cõi âm tào vào tháng xá tội vong nhân sẽ được bắt cầu siêu độ. Cửa quỷ môn quan mở ra sẽ dựa vào những lễ thị thực mà báo danh về âm tào hoặc về cõi trời tịnh độ. Vào những ngày này người ta nên cúng dường và ăn chay, hạn chế sát sinh và ăn mặn. Thằng Dần ngây ngốc. Hạn chế ăn mặn hả cô? Rồi mở tiệc thì can dự gì đến cõi âm tào đâu? Cụ đó là lẩm cẩm. Cụ Tước quắc mắt nhìn thằng Dần rồi nói nhỏ. Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Mày còn ngu lắm con ạ. Dần dần vốn quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của chúng sanh ăn, đồng thời cũng là giờ của ngạ quỷ đói cồn cào. Dần dần lại cực kỳ kiêng kỵ khi ăn uống khu đũa va vào chén phát ra tiếng lanh canh. Ngạ quỷ họ nghe tiếng đó họ càng đói, mà lại không được ăn, họ sẽ nổi tâm sân hận, la hét, rồi cổ họng lại nổi lửa, lại đau khổ muôn phần. Gõ bát 3 tiếng sẽ gây thêm tổn hại cho ngạ quỷ, và chính con người đó cũng sẽ bị tổn phước theo. Mày xem, đã giết chó rồi còn khua bát chén thế kìa, thế nào mà nó cũng vào nhà thôi. Thằng Dần cãi lý. Thế tại sao mọi năm rằm tháng 7 ở đình, các cụ vẫn giết gà vịt mà cúng kiếng, rồi còn tiệc rượu tới tận khuya, thế há chẳng phải phạm vào phần âm là gì? Cụ Tước bị thằng trợ con hỏi vặn thì á khẩu không đáp được. Cụ Tước cố lắm gắt lên. Thôi, ra mà hầu đi, không ông ba đánh bỏ mẹ mày giờ. Rõ là tọc mạch,
đúng là cái ngữ trứng đòi khôn hơn vịt, cái ngữ ăn cơm mèo nói leo cụ tước. Nhớ kín cái mồm, để ông bá nghe thấy là cụ chết đòn đi dần nhá. Chẳng biết lời cụ tước nói nhầm và sợ độc hay cơn gia biến nào ập đến gõ cửa, nên chỉ nửa khắc sau nhà bá hộ tốt đã nhận được tin dữ. Cuộc rượu đang vào lúc cao trào thì ba tiếng gõ cổng vọng lại rõ mồn một, và có chiều gấp gáp làm ông bá tốt chau mày buông chén. Tuy hơi rượu đã làm ông mở mắt, nhưng vẫn nghe rõ tiếng ấy nên quay vào trong quát bằng giọng khề khà trịch thượng. Dần đâu? Mày xem đứa nào gõ cửa gì mà lắm thế? Thằng Dần đang lúi húi gặm trộm miếng cánh gà, nghe thấy tiếng chủ thì trợn mắt nuốt. Nó nhanh tay lau đám mỡ còn dính đầy má rồi lật đật chạy ra. Thằng Dần rầm rì với ai đó mấy câu, đoạn tái mét mặt quay vào tấu bài. Dạ bẩm ông, có mấy người làng đến báo là chuồng trâu nhà ông bị kẻ nào phá tan rồi. Năm con trâu mộng cũng bị chết đuối dưới ao rồi ạ. Ông bá tốt tay ủ đi vì rượu, nghe không đó nên khề khà hỏi lại. Cái gì chết? Ai chết hứ? Thằng Dần gào lên. Chuồng bị phá, trâu chết, chết sạch rồi. Ông bá cả kinh đánh rơi chén rượu. Tiếng xoảng vỡ ra làm cả đám ngừng gắp xem xét sự tình. Ông bá túm chặt vai thằng Dần để hỏi dồn. Trâu chết? Trâu nào chết? Thằng Dần sợ sệt lắp bắp, kể lại y lời đám người làng mới báo. Ông bá cả kinh mặc kệ đám người mà lao ra ngoài cổng. Mấy người đàn bà thấy ông bá đỏ mặt tía tai thì thể thốt như tân công. Dạ bẩm ông, chúng còn đi sắm cái lễ, đi ngang qua chuồng trâu của ông thì thấy tường đổ, nhà đổ, cột kèo nằm một đống dưới đất. Chúng còn thấy lạ bèn vào trong xem xét sự tình thì thấy ông bá rít lên qua kẽ răng. Thấy cái gì? Chúng mày mà láo lếu tầm bỏ rũ tù. Thấy cái gì? Mấy ả đàn bà nhìn nhau rồi thề độc. Dạ bẩm ông, thấy năm con trâu mộng chết ngứa bụng ở ao. Chúng con mà bịa đặt thì trời đánh chết. Mong ông đèn rời soi xét ạ. Ông bá hãi hùng quay vào thét gia nhân. Thế rồi cả đám hơn chục người lao vội ra khu chuồng trâu ở mé sông, cách nhà ông bá chỉ ba con ngõ nhỏ. Đến nơi, quả thực như đám người kia kể, khung cảnh hoang tàn đổ nát làm cả đám á khẩu. Căn nhà này vốn dĩ của ông Đồ Thân, vì thiếu ba quan tiền chôn cha táng mẹ nên gắn luôn cho ông bá tốt. Ông bá lấy căn nhà rồi sai gia nhân cải tạo thành chuồng trâu, đào hẳn một cái ao rộng ba sào đất để trâu bò thả cửa tắm táp. Ấy vậy mà hôm nay không hiểu sao tường đào đổ nghiêng ngả, căn chuồng sập tan tành. Nhưng điều làm ông bá xót nhất là năm con trâu mộng chẳng hiểu sao lại chết ngửa bụng ở ao, bốn chân chổng lên trời đầy ai oán. Chứng kiến cảnh tượng đó, ông bá tốt lăn quay ra ngất lịm. Khó khăn lắm bà Hà với đám người làm mới làm ông tỉnh lại. Ở cái làng này, phe cánh của ông tốt rất đông, phần còn lại là đám cùng đi nghèo mạt rệp. Vậy thì kẻ nào to gan ra đây phá chuồng, giết trâu? Điều đó làm ông cay cú lắm. Ở cái làng gần 800 hộ dân, thế mà có đứa dám ăn gan hùm mật báo, dám vuốt trâu ông thì kể cũng là sự lạ. Nhưng điều làm ông bá tốt cảm thấy lạ lùng nhất, đó là khi vớt xác năm con trâu mộng lên, chẳng biết chết từ bao giờ mà xác chúng đã cứng ngắc, cổ họng thì dính cái thứ gì bùi nhùi như là nắm tóc vậy. Những sợi dài và rối cuộn lại thành bó, đút nút chặt cứng trong cổ họng, làm ai nấy cũng tò mò. Tiếng bàn tán cứ thế râm ran cả khúc sông làng bến. Sau khi ông Chánh tra xét qua loa thì kết luận là trâu phát dại nên húc đổ nhà rồi lao đầu xuống ao chết đuối. Ông bá hộ tốt đủ xót của lắm nhưng cũng đành để đám gia nhân rã hết thịt trâu, rồi gồng gánh cùng bà Hà lên chợ huyện bán để gỡ gạc phần nào. Về phần ông bá,
Sau khi giao hết công việc cho vợ mình thì chẳng còn tâm trạng nào mà rượu chè, nên chán nản cùng thằng Dần sang làng bên để xem xét căn nhà mới xây. Dù bản thân ông Bá sống trong căn nhà cỗ bề thế nhất làng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cất thêm cơ ngơi thứ hai ở làng An Bài, cách làng bến chỉ một con sông và cánh đồng chiêm trũng. Sau khi đốc thúc đám thợ thuyền đẩy nhanh tiến độ để kịp lễ khánh thành nhà mới, mãi đến tận giờ Tuất, ông Bá mới lật đật trở về. Tiết trời hôm ấy không trăng sao và mưa to lắm. Ông Bá khó nhọc dò dẫm trên nền đường trơn trượt, ngọn đuốc trên tay thằng Dần đã lụi từ lâu, thành thử khó khăn lắm hai chủ tớ mới không bị té ngã. Con đường cái quan ngày thường bụi mù mịt, đêm nay lênh láng nước và trơn như đổ mỡ. Đám cỏ dại ven đường gặp mưa giạt đi từng mảng, vẳng trong không gian ầm ầm giông tố, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương gọi bầy, càng làm màn đêm thêm phần thâm u. Đoạn đường giữa hai làng không xa bao nhiêu, ấy vậy mà mất hơn một canh giờ ông Bá Tốt mới về tới nhà. Toàn thân ông Bá ướt nhem mặc dù có mặc áo mưa, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách vì cái lạnh đang ngấm vào da thịt, da rẻ trắng bợt một mảng. Bà Hà cùng đám gia nhân đánh xe thịt trâu lên huyện nhanh thì phải mai mới về. Thành thử căn nhà cỗ ba gian rộng thênh thang chỉ có mình ông Bá và đứa người ở. Bụng đói cật rét, ông Bá thay nhanh bộ quần áo cánh the ướt sũng rồi sai bảo. Dần ơi, nấu cho ông nồi cháo hoa, cho nhiều hành vào. Sáng giờ không biết ăn nhầm cái thứ phải gió gì mà bụng dạ ông ấm ách quá. Nhanh lên, không chết rét bây giờ. Thằng Dần dạ một tiếng rồi lúi húi xuống bếp nồi lửa. Về phần ông Bá, sau khi thay quần áo xong thì vội vàng nhảy tót lên chiếc giường có trải lớp nệm hoa rồi trùm chăn kín mít. Cái lạnh ngấm vào tận xương tủy nên mãi lâu sau ông mới cảm thấy ấm áp đôi chút. Đang lim dim tận hưởng thì ông Bá giật mình khi thấy có gì đó vương vướng khó chịu ngang mặt. Theo phản xạ tự nhiên, ông Bá đưa tay lên mặt để phủi và xem thứ đó là gì. Dưới ánh đèn dầu trên đầu giường hắt ra, ông Bá trong mảnh ngạc nhiên vì đó là một sợi tóc. Sợi tóc đen nhánh dài gần cả gang tay. Ông Bá lồm cồm ngồi dậy rồi quan sát thật kỹ. Ông ngẩn người ra suy nghĩ mà vẫn không nhớ ra được sáng giờ tiếp xúc với người đàn bà nào có tóc dài vậy không. Suy nghĩ lâu lắm mà vẫn không nhớ ra được, nên ông tặc lưỡi cho là vô tình tóc kẻ nào đó vướng vào, nên nhanh chóng bỏ qua điều đó. Ông Bá hộ tốt uể oải rời khỏi chăn, cũng là lúc thằng Dần bê bát cháo nóng hồi lên. Thằng Dần đặt bát cháo xuống bàn rồi khoanh tay lễ phép. Dạ bẩm ông, cháo nóng xong rồi, mời ông ăn cho ấm bụng ạ. Ông Bá gật đầu rồi trịch thượng lên tiếng. Để đó cho tao, cho mày lui. Nhớ cửa nẻo cổng đóng then cài vào cho kỹ, kẻo phường trộm cắp đêm hôm nó mò vào thì nguy to. Nghe chưa? Thằng Dần dạ một tiếng rồi xin lui. Còn lại một mình trong căn nhà rộng thanh thang, ông Bá lục tục móc chùm chìa khóa bên hông, rồi lật đật tiến lại chiếc tủ gỗ lim dựng ở góc nhà. Tay trái nâng cái ổ khóa đồng to bản, tay phải nhanh chóng tra khóa vào ổ. Chỉ nghe một tiếng cạch, chiếc khóa đồng đã rời ổ. Tiếng kèn kẹt của bản lề khô sầu vọng ra một tràng như phản đối. Ông Bá nhìn trước ngó sau để chắc rằng không có ai trong nhà này. Đoạn mau mải mở mấy cái hộp trong đó phân ra từng loại vàng bạc, ngọc ngà, dây chuyền, mã não, rồi ngồi nhẩm đếm. Đó là thói quen cố hữu đã lâu nay khó bỏ. Ông Bá làm điều đó như một thói quen và chỉ chắc rằng số tài sản đó không hao hụt thì mới yên tâm kê cao gối nằm. Mất nửa khắc, bụng dạ ông Bá réo ủng ục. Sợ nhớ ra bát cháo chưa ăn nên cẩn thận khóa lại cửa tủ mà ung dung ngồi lại bàn. Ông Bá đảo cháo loạn xạ rồi múc một muôi đưa lên miệng húp. Chất cháo nóng làm cơ thể ông nóng bừng lên mấy phần. Chưa được quá ba thìa thì ông Bá Tốt nhăn mặt lại vì cảm giác vừa nhai phải thứ gì đó. Ông Bá thò tay vào kẽ răng rồi móc ra một vật.
Ông bá giật mình khi nhận ra đó lại là một sợi tóc. Ông bá tốt cho mày lẩm bẩm. Quái lạ, sao trong cái bát cháo này có sợi tóc? Không lẽ sợi tóc khi nãy bay vào? Ngây ngốc mấy giây, ông bá tự nhủ, không thể như thế được, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Chả có nhẽ. Ông bá tốt bỏ bát cháo xuống bàn, rồi với lấy cây đèn dầu trên ban thờ. Ông khêu sáng ngọn đèn rồi lồm cồm soi xuống đất để tìm xem còn sợi tóc nào hay không. Bất thình lình, ông bá giật mình khi phát hiện thấy dưới đất cũng rải rác thêm vài cọng nữa, mà cọng nào cũng dài và rặt một màu đen nhánh. Ông bá chau mày suy tư rồi tặc lưỡi. Chắc bà nó lại chải đầu rồi bày ra đây mà. Ông bá bỏ hẳn bát cháo, chẳng suy nghĩ gì thêm mà quyết định đi ngủ, vì cơn giông tố bên ngoài mỗi lúc một lớn. Mưa đập ầm ầm vào mái nhà và gió rít lên từng tràng qua ô thoáng. Ánh đèn dầu leo lét đột nhiên tắt lịm, căn nhà rộng rãi với sập cụ tủ chè bỗng chốc chìm vào khoảng lặng âm u. Ông bá nằm chằn chọc hồi lâu. Bên ngoài mưa vẫn vẩn vũ, sấm chớp rạch đinh tai kèm theo tiếng gió thổi phù phù, khiến ông không tài nào ngủ được, cứ nằm thao thức mãi tới tận khuya. Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, cặp mắt ông bá vẫn nhắm nghiền, nhưng tâm trí vẫn còn đang thức. Tiếng chó chu nhấm nhằng nơi đầu làng làm ông bực mình cục cửa. Bỗng nhiên ông bá thấy nhột nhột trên mặt, như có cái gì đó cọ cọ vào. Cảm giác lạ lắm, cứ lướt lướt qua nhẹ bẫng. Ông bá thấy buồn buồn trên mặt, đưa tay lên phổi thì lại chẳng thấy gì. Chưa kịp dỗ giấc ngủ thì cảm giác đó lại đến. Bất thình lình ông bá ngồi bật dậy, tim muốn ngừng đập, hơi thở như nghẹn lại khi có cái gì đó vừa rớt xuống mặt. Cái thứ đó giống như là rễ cây vậy. Ông bá nín thở, mở to mắt ra để nhìn, nhưng không thấy gì cả. Một cảm giác bất an dần xen vào tâm trí làm ông hoảng hồn. Dò dẫm cái đèn dầu trong bóng tối, bất chợt một luồng sét đánh xuống sáng trưng, xoay rọi cả phòng ngủ. Trong tích tắc đó, ông bá hãi hùng kêu thét lên khi thấy một người với mái tóc dài đang lơ lửng trên chỗ ông nằm. Mái tóc xóa xuống gần sát mặt ông, cách chỉ độ một gang tay. Ông bá kêu rú lên rồi vùng dậy, điếng người nhận ra chỉ là cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra đầy mặt, hơi thở gấp gáp. Mắt ông trợn trừng ra, dường như không thể nhắm lại được. Ông bá ngồi tựa vào đầu giường, trợn tròn mắt lên trong màn đêm tăm tối. Ông cứ ngồi cứng đơ người như vậy, không biết bao lâu nữa. Một cảm giác lạnh lẽo thổi dọc sống lưng, kèm theo cái thứ mùi khai khắm làm ông giật mình. Đúng quần ông đã ướt đẫm, cơn mộng mị chân thật làm ông vãi đái ra quần. Mùi khai nồng làm ông nhăn mặt, nhanh chóng xỏ cuốc tiến ra nhà ngoài. Ông bá tiến ra cửa rồi gọi lớn. Dần, Dần đâu? Lên ta biểu cái. Thằng Dần đang ngái ngủ, nghe tiếng chủ thì lật đật trở dậy thưa. Dạ bẩm, ông gọi con sớm thế ạ? Có chuyện gì vậy ông? Hay là có trộm? Ông bá chỉ tay vào buồng bảo. Trộm đâu ra mà trộm. Mày tẩm dầu cây đuốc để mang vào buồng cho ông. Tối quá ông không ngủ được. Thằng Dần hầu hạ ông bá đã lâu, biết tính ông trước giờ ngủ thì thường tắt hết đèn đuốc, có ánh sáng chiếu vào ông không ngủ được. Chẳng hiểu sao đêm nay ông bá lại đòi khêu đuốc. Nghĩ là vậy, nhưng nó cũng chẳng dám cãi lời mà lục tục làm theo. Sau khi thay xong bộ quần áo mới, ông bá lật đật trở vào buồng. Ánh sáng của ngọn đuốc hắt ra làm căn phòng thêm sinh khí. Mưa cũng ngừng rơi, gió cũng ngừng réo gào bên cửa sổ. Ông bá cẩn thận xoay hết gầm giường, tủ quần áo. Khi chắc chắn rằng không có ai trong phòng, ông mới yên tâm leo lên giường, thả lỏng cơ thể, bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Sáng hôm sau, tiếng người bàn tán râm ran, tiếng chân nện trên đường cái quan vọng vào làm ông bá tỉnh giấc.
Vừa lật đặt trở sẩy cũng là lúc bà Hà trở về nhà. Vừa thấy bóng vợ, ông Bá đã lên tiếng dò hỏi. Bà đã bán hết số thịt trâu đó chưa? Thế có gỡ gạc được chút nào không hứa? Bà Hà đặt chiếc thúng xuống thềm nhà, khuôn mặt lộ rõ nét bơ phờ, lắc đầu ngao ngán. Chẳng rõ được đồng nào, rõ là tốn công. Ông Bá rót cốc nước chè đưa cho vợ rồi hỏi dồn. Không được đồng nào là sao? Cả xe thịt trâu thế cơ mà. Bà Hà chán nản đáp. Thì đành rằng cả mấy trăm đồng cân. Thế mà chả hiểu sao lúc lên đến chợ huyện lại bốc mùi thiêu sạch. Trâu mới chết chưa lâu mà thịt lại có cả giỏi bầu. Có mà nào thèm hỏi han đâu. Đã thế còn mất thêm 3 hào tiền trọ lại. Tôi tính về luôn mà mưa gió quá nên không về được. Ông Bá nghi hoặc hỏi. Có nhẽ nào lại như thế nhỉ? Thế thôi, bà đi nghỉ đi. Coi như của đi thành người vậy. Bà Hà thở dài bỏ vào buồng. Còn lại một mình ông Bá cứ đắn đo mãi về chuyện đó. Một lúc sau tiếng thằng Mõ gọi vào, ông mới lật đật thay quần dài khăn xếp. Vì nhớ ra hôm nay có cái hẹn tổ tôm với đám phó lý ngoài đình. Tiện cũng để bàn về việc thu thuế cải tạo con đê. Ông Bá nhẩm tính nếu làm khéo khéo có thể đút túi được mấy chục quan tiền, coi như bù lỗ cho đám trâu mới chết hôm qua. Ông Bá chuyển chu áo mão rồi bước ra sân gọi lớn. Dần, thằng Dần đâu? Theo ông ra đình mau lên. Chị Dậu là chân làm bếp, nghe thấy chủ gọi thì bỏ dở dao thớt mà chạy ra đáp lời. Dạ bẩm ông, ban nãy bà sai nó lên chùa gửi đồ lễ cho sư cụ Duẩn rồi ạ. Ông Bá hử một tiếng rồi cho chị bếp lui. Còn phần mình thì gióng cương lên ngựa mà chậm chậm cất bước. Công việc thì chẳng bàn bao lâu. Cơ mà đám mấy ông Chánh, ông Lý chỉ chờ những ngày này mà tha hồ nhũng nhiễu dân đen. Bàn tiệc rượu bày ra ê hề và diễn ra lâu lắm. Mãi đến đầu giờ Dậu cả đám mới chia tay. Ai về nhà nấy hẹn ngày mai bàn bạc tiếp. Ông Bá say ngất ngửa, lật đật leo lên ngựa rồi ra về. Bầu trời lúc này rạt một màu cỏ úa, âm u và xám xịt. Mấy cánh cỏ đang căng mình bay về tổ. Mây đen kéo đến rập trời. Đám cỏ dại ven đường ngả đi vì gió. Không khí sực lên mùi đất báo hiệu sắp có mưa to. Ông Bá đã ngủ say để mặc cho con ngựa đưa mình về. Con ngựa này khôn lắm. Theo ông Bá đã lâu và rất thuộc đường về. Có mấy lần thằng Dần bận không theo hầu, con ngựa cũng tự đưa ông về tận nơi, nên ông Bá tin tưởng nó lắm. Một người một ngựa cứ thế đi trên con đường làng đang bụi mù vì gió lấc. Chẳng hiểu hôm nay giờ chứng ra làm sao mà con ngựa lại rẽ vào một con đường đất hoang vu, ít ai qua lại. Hai bên đường là hai rặng tre thâm ô đang oằn mình vì sức gió. Cỏ dại mọc cao quá đầu người, đống chùm vải vỡ bày ra ngổn ngang. Lẫn trong đó còn có mấy cái tiểu sảnh chồng chơ đầy hai bên đường. Con ngựa càng lúc càng tiến sâu hơn, cho đến khi dừng lại trước một bậc đá dẫn ra cầu ao hoang lạnh. Làn nước đục ngầu đang lăn tăn gợn sóng, cây si già rủ bóng ngập xuống lòng ao. Một chiếc miếu hoang đã lụi tàn hương lửa, nằm im lìm nơi góc ao, làm không khí nơi đây hoang tàn và có phần âm u rợn rợn. Con ngựa đứng như trời trồng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc xuống dòng nước đen đặc còn nổi mấy cụm lục bình. Tiếng thở phì phì, tiếng chân gõ xuống nền đất không ngớt. Bất thình lình một tiếng sấm nổ đinh tai làm nó nhảy dựng lên. Thiếu điều hất ông Bá ngã lăn ra đất. Ông Bá bị tiếng sét và con ngựa làm cho giật mình, bàng hoàng tỉnh rượu. Ngay lập tức cái ốc ông nổi dọc sống lưng khi nhận ra đang ở khúc ao này. Ông Bá tái mặt giật dây cương thúc ngựa về. Những con ngựa phải gió cứ đứng im lìm mặc cho chủ quát nạt. Màn đêm nhanh chóng ập đến, cây si già khẽ rung lên theo mỗi nhịp phong ba. Làn nước cũng đột ngột sủi bọt, đánh ỉ ọp vào mé bờ. Gai ốc ông Bá nổi sừng lên, hơi rượu đã bay gần hết. Lẫn trong tiếng gió thổi vùn vụt, tiếng cót két của rặng tre sau lưng,
ông bá ngửi thấy có mùi hăng hắc của nhang cháy. Ông giật bắn mình khi nhận ra ba que nhang ai đó cắm ở ngôi miếu đang bắt lửa cháy đỏ rực. Từng làn khói trắng đục cuộn lên rồi tan ra hòa vào không gian u ám. Ông bá chưa kịp định thần thì một bóng đen kêu thét lên rồi nhào tới cào lấy tay ông. Ông bá thét lên rồi ngã lăn ra đất, mặt cắt không ra giọt máu khi nhận ra một con mèo đen khá lớn đang điên cuồng cắn xé tay mình. Sau giây phút giật mình, ông bá nghiến răng túm lưng giật con mèo ra. Nhưng con mèo quái ác bấu chặt lấy tay ông, cào làm tóe máu, cơn đau thấu đến tận óc. Ông bá nhấc bổng con mèo lên rồi đập mạnh mấy lần xuống. Đến khi thả con mèo đã nằm im lìm trên nền đất, đầu nó thủng một mảng to tướng, máu huyết chảy ra chan hòa ướt đẫm bộ lông đen tuyền, hòa cùng máu trên cánh tay ông thành một mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Ông bá gập bụng thở hồng hộc, định thần nhìn lại thì ngôi miếu đổ nát vẫn một vẻ im lìm, hoang tàn đến đáng sợ. Tuyệt nhiên chẳng có que nhang nào cháy cả. Ông rủi mắt mấy lần vẫn chẳng thấy gì, thậm chí đảo điên kèm theo vết thương nơi cánh tay túa máu nhiều hơn, làm ông bàng hoàng cố giật dây cương để kéo con ngựa quái thai về. Bất thình lình lúc đó, một ánh chớp chói lòa chiếu xuống, kèm theo tiếng nổ ầm ĩ làm ông bác kinh hãi ngã ngồi xuống. Vì một giây thoáng qua thôi, ông bác thấy rõ bóng dáng một người đàn ông đứng lấp ló sau ngôi miếu hoang, đang giơ tay vẫy vẫy mình. Dưới không gian âm u của buổi chiều giông báo, làn da người đó lại trắng dã thoát tục. Thân ảnh gầy guộc bó sát trong bộ quần áo cũng đặt một màu trắng làm ông hoang mang, kinh hãi dâng lên tột cùng, giật lùi về sau rồi bỏ cả ngựa mà chạy. Ông bá ngã dúi dụi trên nền đường ẩm ướt, mặc cho bùn đất làm bẩn bộ áo cánh the bằng lụa đắt đỏ, mặc cho đá sức cứa thủng cả chân tay, ông vẫn cắm đầu chạy thục mạng. Tiếng rú thảm thiết mất hút dưới màn mưa ầm ầm như bão tháng 10. Ôi giời ơi, đi đâu mà mãi mới mò về? Mà sao người ngợm lại bẩn thế này hả? Bà Hà thốt lên khi thấy chồng mình đẩy cổng bước vào nhà. Số là sau khi thấy chồng mình đi mãi không về, bà đã sai thằng Dần nhanh chân chạy ra đình tìm ông. Nhưng thằng mõ cho hai đám tiệc rượu đã tan từ lâu, ông bá cũng lên ngựa ra về rồi. Bà Hà biết chồng mình không có cái tính đi dọc về ngang, lại biết làng này lắm ao chuông, sợ ông say rượu lộn cổ xuống ao thì chết, nên sai gia nhân chuẩn bị túa đi tìm. Nào ngờ cả đám vừa định đi thì bắt gặp ông bá lấm lem trở về. Bà Hà định căn bẳn thì thấy manh áo dài đã rách, máu chảy ra đỏ lòm cả cánh tay, thì kinh hãi sai người mau chóng mời ông Lang Huân qua cứu chữa. Sau khi bình ổn và tiễn ông Lang ra về, bà Hà lật đật trở vào nhà, nét mặt không giấu nổi nỗi lo lắng mà hỏi: Thế ông đi đâu mà xảy ra cớ sự này? Mà con ngựa đâu rồi? Sao không thấy hử? Ông bá nằm ngửa, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, rồi thở dài trả lời một câu cụt lụn: Mất rồi. Bà Hà lắp bắp: Mất rồi? Chẳng phải con ngựa đó ông quý lắm hay sao? Nghĩ đoạn bà thở dài tiếp lời: Mà thôi, của đi thay người ông ạ. Ông cứ nghỉ ngơi cho tĩnh dưỡng, lần sau đi đâu cấm có đi một mình nghe chưa. Nằm đấy tôi đi kêu con Xuân nó nấu cho nồi cháo gà ăn cho lại sức. Bà Hà đi rồi, còn lại một mình ông bá Tốt nằm vắt tay lên trán mà thở dài não nuột. Dòng ký ức xưa cũ lại hiện về trong tâm khảm ông, nhanh chóng kéo ông vào cơn mộng mị. Một lần nữa, ông bá lại đối diện với nỗi bất an trong tâm khảm đã đeo bám ông suốt 15 năm qua. 15 năm về trước, Tốt là một thanh niên mồ côi cha mẹ từ khi nọt lòng. Hắn lấy cái nghề soi ếch và làm thuê để đắp đổi miếng ăn qua ngày. Ông cụ thân sinh ra bà Hà khi đó là địa chủ có tiếng ở làng này. Ở cái làng hơn 800 hộ dân này, ai ai mà không biết đến ông cụ. Ông cụ Tuần lúc đó mới ngoài 50,
nhưng trắng kiện và khỏe mạnh lắm. Vợ chết từ khi mới hạ sinh con bé Hà, ông Tuần ở vậy một tay nuôi dạy con gái. Tiền bạc nhà ông nhiều ức vạn, ruộng đồng lên đến mấy chục mẫu, gia nhân nuôi ăn trong nhà lên tới gần 20 người. Ông cụ Tuần giàu có là thế, nhưng khác xa với đám cường hào ác bá trong làng. Sống với dân làng luôn đặt chữ đức lên làm trọng. Phàm là bất cứ ai cần giúp việc gì, chỉ cần đến gõ cửa nhà cụ Tuần. Nếu là lý do chính đáng, cụ sẵn sàng cứu giúp mà chẳng đòi đáp đền. Dân làng tôn cụ như là Phật sống vậy. Cụ Tuần cứ thế sống ung dung, luôn mang nhân nghĩa mà đối đãi nên được lòng bà con lắm. Thường đến vụ gặt, dù gia nhân đông đúc nhưng nhân lực vẫn thiếu, thành thử cụ mướn thêm bao nhiêu người làm, và tốt cũng là một trong số đó. Ban đầu chứng kiến cảnh anh thanh niên lực điền làm việc chăm chỉ, lại chẳng nể Hà việc khó nên cụ Tuần vui lòng lắm. Trong mỗi lần con bé Hà đưa cơm ra đồng cho đám người làm, cụ Tuần thường ưu ái cho tốt phần nhiều hơn. Khi thì con cá rán, khi thì khoanh giò. Thành ra lâu dần hai người bén duyên nhau và yêu nhau say đắm. Cụ Tuần cũng chẳng nể Hà chi nên tác thành ra mặt, lại cho tốt tiền để đi học hành cho bằng thiên hạ, đặng sau này sẽ gả con gái cho. Thói đời, nhàn cư vi bất thiện. Tốt từ khi lên huyện học thì bỏ bê đèn sách, suốt ngày chỉ biết lê la ở tửu điếm, sòng bạc và rượu chè. Cụ Tuần đã mấy lần khuyên bảo, nhưng tốt vẫn chứng nào tật nấy, chỉ thay đổi được thời gian đầu, rồi lại xa đà có phần còn lún sâu hơn. Đỉnh điểm là mảnh đất cụ Tuần ban cho để xây nhà, tốt cũng đem đi nướng hết vào cuộc đỏ đen. Thành thử cụ Tuần từ mặt, lại cấm cản hắn qua lại với con gái mình dù không thẳng mặt. Tốt từ một thằng cùng đinh, phút chốc lên voi, đã quen với thói ăn chơi hoang phí, giờ đột nhiên lại xuống kiếp con rệp, thì nào có cam chịu. Thế là ngay chiều hôm sau, hắn lẻn về làng, những mong tiếp tục hứa hẹn để cụ Tuần thay đổi suy nghĩ. Tốt về đến làng, thì căn nhà của cụ Tuần đã thấy cửa đóng then cài. Đám gia nhân có lẽ ra đồng hết. Biết cụ Tuần có thói quen câu cá ở cái ao cuối làng, nên tốt lật đật trở ra mà không vào nhà chờ đợi. Chẳng hiểu may rủi làm sao, mà đúng lúc gã gặp cụ Tuần đang chới với ở cái ao tù đó. Vốn dĩ, tốt biết rõ cái ao này tuy chỉ rộng một sào đất, nhưng nước rất sâu. Chẳng hiểu cớ sự gì mà ông cụ Tuần lại lộn cổ xuống. Theo bản năng, tốt lao đến cầm cái đoạn che giả mà đưa ra. Cụ Tuần như chết đuối vớ được cọc, dồn hết sức bình sinh mà nắm lấy để hắn kéo vào bờ. Lúc cách bờ chỉ một sải tay, cụ Tuần bám chặt vào cánh tay hắn để hắn kéo lên. Tốt chợt giật mình, thầm nhủ: mẹ kiếp, mình cứu lão lên rồi lão tống cổ mình ra đường thì bỏ mẹ. Lão này cố chấp có tiếng, cứu lão lên khác gì dìm đời mình xuống vũng bùn. Suy nghĩ độc ác đó nhanh chóng xâm chiếm toàn trí não. Không chậm trễ một giây, tên ác nhân giật mạnh tay làm cụ Tuần chới với. Cụ Tuần hoảng hồn bấu chặt bàn tay và cánh tay gã, nhưng sức cụ làm sao đấu lại với kẻ lực điền. Cụ cào mạnh đến nỗi làm cánh tay tên ác nhân bật máu, nhưng hắn lại giật lại mạnh hơn. Tay còn lại, tên ác nhân túm chặt búi tóc trên đầu cụ rồi ấn xuống. Cụ Tuần sặc sủa, vùng vẫy trong dòng nước đục dù chỉ cách mé bờ một sải tay. Cuộc vật lộn giữa ranh giới sống chết diễn ra nhanh lắm. Để chắc ăn thêm, hắn với lấy hòn gạch cạnh đó rồi nhà đầu ông cụ tội nghiệp mà đập xuống cật lực. Chỉ thấy ông cụ đơ ra, giật giật mấy cái, máu trên đầu phun ra đỏ lòm, loang lổ cả mặt ao. Chẳng mấy chốc đã ngửa bụng mà thác oan. Trở lại thực tại, ông bá vẫn đang miên man trong giấc mơ dài, mồ hôi túa ra đầy mặt, hàm răng nghiến vào nhau chèo chèo. Thì bất ngờ cánh cửa sổ kê sát giường ngủ bật tung ra, như có sức ai giật mạnh. Gió lùa vào từ sau vườn, mang theo cái lạnh tột cùng như tiếng thét gào ai oán, làm ông bá hãi hùng bật dậy, mắt chăm chăm nhìn ra sau nhà. Dưới màn mưa lâm râm và bóng tối của tháng mở cửa mà,
Ông bá tái mét mặt mày khi nhận ra một thân ảnh vừa lướt đi qua cửa sổ rồi mất hút ở bức tường sau nhà. Chưa kịp định thần thì một tia sét đánh thẳng vào khoảng vườn sau. Chỉ một giây thôi nhưng cũng đủ làm ông thét lên và lăn ra ngất lịm. Ngay bên ngoài cửa sổ, cách chỗ ông bá ngồi chỉ độ 2 trượng, đập vào mắt ông là hình ảnh cực kỳ ma quái. Cô Tuần đang đứng lù lù, hai bàn tay nhơ nhớp bùn lầy đang bám chặt vào song cửa. Đất bùn dính bết trên bộ quần áo cánh the, làn da trắng bệch như xác chết trôi lâu ngày. Hai mắt đỏ lòm lòm nhìn ông chòng chọc. Nghe tiếng thét thất thanh của chồng, bà Hà cùng đám gia nhân mau mải leo lên. Chỉ thấy chồng mình đang ngất lịm ở nền nhà, máu trên chỗ cánh tay lại túa ra không dứt, thì cuống cuồng sai người đi mời ông Lang Huân sang cứu chữa, mặc cho ông Lang đang thay lại miếng vải ở tay. Ông bá ngồi đần mặt, thần khí đã bay đi gần hết, cứ ngờ ngờ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy. Đêm hôm ấy trôi qua bình lặng, nhưng ông bá chẳng thể ngủ thêm. Phần vì vết thương làm ông đau tận xương tủy, phần vì nỗi sợ hãi vô hình đã bủa vây làm ông sợ. Ông sợ rằng khi mình nhắm mắt thì thế giới cõi âm sẽ tìm về đòi mạng thì nguy to. Thành thử bên giường, bà Hà đã ngủ say, còn mình ông vẫn thao thức. Bình minh đến làm ông tỉnh táo ra mấy phần. Bà Hà sau khi cho người dọn cơm nước thì cũng mau mải ra đồng đốc thúc gia nhân. Trước khi đi, bà đã đặc biệt căn dặn chị Xuân ở nhà hầu hạ cho ông cẩn thận, rồi mới đẩy cổng ra đi. Ông bá cũng chẳng dám nán lại một mình trong buồng. Ông sai chị Xuân bê hẳn bộ bàn đèn và chè rượu ra ngoài sân ngồi. Có ánh nắng ông mới cảm thấy đỡ sợ. Chị Xuân theo lệ cũ pha cho ông cái ấm trà mặn sen, lại cẩn thận dùng gáo nước thứ 3 múc ở cái giếng ngọc sau nhà mà nấu, vì ông bá bảo có vậy mới lên hương. Ông bá có thói quen phải hút bia thuốc lào, uống một chén trà thật đặc trước khi xúc miệng ăn sáng. Ông bá cảm thấy an tâm mấy phần, kề miệng rít cái điếu bát rồi nhấp chén trà cho ngọt giọng. Chén trà chưa đưa đến miệng thì ông bá giật thót mình. Chén trà trên tay cũng vỡ tan dưới nền gạch, vì ông nhận ra chất trà hôm nay màu đỏ như máu, trong đó còn lẫn một sợi tóc dài. Theo thói thường, có lẽ ông bá đã gọi chị Xuân ra mà chửi rủa thậm tệ. Nhưng từ lúc thấy sợi tóc dài này từ chiều qua, ông lại đột ngột thấy sợ hãi. Ông bá lật đật đứng dậy, định bụng trở ra nhà sau xúc miệng, nhưng lại sợ thế giới cõi âm, hay đúng ra là hồn ma bố vợ mình còn lảng vảng ở đó, nên bấm bụng tiến lại, ngồi xuống hiên nhà vì cái nắng tháng 7 mỗi lúc một chói chang. Đoạn quay xuống dãy nhà ngang gọi lớn: "Xuân đâu? Cơm!" Chị Xuân lật đật bưng lên một tô canh gà nóng hổi, rồi xin trở xuống tiếp tục công việc còn dở dang. Ông bá ra hiệu cho lui, bụng dạ đã réo ầm, cổ họng cũng khô khốc, nên ông bá cố gắng bình tâm, nhấc tô canh gà lên miệng húp một miếng. Bà Hà đã căn dặn trước lúc ra đi rằng bụng dạ phải có tí lót lòng thì thuốc của ông Lang mới hiệu nghiệm. Tô canh gà nóng bốc khói nghi ngút, nhở nhở váng mỡ béo ngậy, là món khoái khẩu của ông bá từ lâu. Đang nhồm nhoàm nhai sung sướng thì bất chợt ông bá thấy cái gì mắc ở cuống họng như mấy miếng xương gà nhỏ. Ông bá đặt tô lên bàn rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra. Chỉ một giây thôi, ông kinh hãi hét lên rồi ném luôn thứ trong lòng bàn tay và đạp tô canh gà đổ ụp xuống đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của ông vừa đẩy ra không phải là 3 cục xương gà, mà là 3 cái móng tay của ông cụ Tuần đã cào đến bật móng năm nào. 3 cái móng tay bốc mùi như cóc chết, làm ông bá cập bụng ói mửa. Ông hãi hùng chạy hẳn ra sân rồi thở hồng hộc, mặt tái mét, hai mắt dại hẳn đi. Mặc cho chị Xuân hỏi han cũng nhất định không nói điều gì, cũng chẳng chịu vào nhà dù mặt trời đã lên cao lắm. "Xuân ơi, làm cái gì mà bà gọi cổng mãi không ra đấy?" Chị Xuân nghe tiếng bà Hà gọi thì mau mải chạy ra. Thấy nét mặt đứa ở hoang mang, bà Hà khẽ phe phẩy cái quạt mo cau
rồi tò mò hỏi. Làm cái gì mà mặt mày xanh lét thế hử? Ông đâu? Chị Xuân thật thà. Chẳng hiểu làm sao ông đang ăn thì đạp tung tô canh gà rồi ra ngoài sân đứng. Nắng nổi thế này con khuyên mãi ông cũng chẳng chịu vào. Vừa say nắng lăn quay ra còn mới dìu ông vào nhà đó bà. Bà Hà thấy lạ lật đật trở vào. Thế mặt mũi ông đỏ phừng thì sai chị Xuân vắt khăn ẩm cho bà đắp lên trán cho chồng. Mất một hồi lâu sau ông bá mới tỉnh lại. Thấy bóng vợ, ông bá mất hẳn cái thói oai phong hàng ngày. Mặc cho con người ở đang đứng đấy, ông bá ôm chầm lấy vợ mình mà run cầm cập. Bà Hà thì thương tình đẩy ông ra được căn vặn. Thế làm sao mà lại ra răng nắng thế hử? Ông mà ốm ra đấy thì làm sao? Ông đang yếu, hạn chế ra nắng ra gió nghe chưa? Ông bá hãi hùng lắp bắp. Mà nó dắt tay tôi ra đấy bà ơi. Nhà này không ở được đâu. Bà Hà cả kinh phản đối. Ông hôm nay bị làm sao vậy? Đang yên đang lành lại ma với chả quỷ. Thế không ở đây thì ở đâu? Rõ là lẩm cẩm. Căn nhà bên làng bài tận tháng sau mới xong. Thế ông định đặt đường ở đấy phòng? Thôi, nghỉ ngơi đi để tôi làm cơm cho mà ăn. Ốm bệnh rồi nói nhảm đấy. Ông bá bất lực nhìn vợ mà không thành lời. Sau khi ăn vội một chén cơm, ông lại tha thần ra ngồi ở hiên nhà. Có ánh sáng, ông mới vơi đi phần nào cái nỗi hoảng loạn trong đầu. Chiều hôm ấy, ông bá tha thần ra mảnh ao trước nhà, rồi chẳng hiểu sao lại vào bếp lấy cần ra câu cá. Hồi ông cụ thân sinh ra bà Hà còn sống, đã rất nhiều lần ông tốt theo hầu lúc cụ buông cần, nên lâu dần cũng thành thói quen. Hôm nay để trấn an tinh thần, ông bá lại tìm về những sở thích xưa cũ để bình tâm hơn. Ao cá nhà ông bá rộng lên tới 3 sào đất, lại thả đủ thứ cá tôm, vốn là nơi để ông khuây khỏa lúc nắng hè. Ông ngồi thụp xuống chiếc ghế mây mà chị Xuân mới mang ra, đoạn quăng cần chờ đợi dù tâm trí đang hỗn loạn lắm. Ánh nắng cuối buổi chiều tà còn sót lại, rọi qua tán cây bưởi, làm khuôn mặt ông hồng hào hẳn lên. Ông bá cứ ngồi trầm ngâm, nét mặt vẫn đọng lại tâm sự gì lớn lắm. Chỉ đến khi cận câu cong xuống mới kéo ông bá trở về thực tại. Trong phút chốc mọi lo lắng và bất an biến mất, thậm chí ông bá căng ra vì hình như con cá mắc câu này lớn lắm. Ông bá bặm môi, điên cuồng kéo, nhưng lạ thay con cá chẳng quẫy đạp mà cứ từ từ trồi lên. Đúng lúc đang định thu chiến lợi phẩm thì ông bá chợt rụng rời chân tay, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Như có một sức mạnh vô hình túm chặt lấy chân ông mà kéo giật mạnh, làm ông bá nhào đầu xuống ao nghe đánh ùm một tiếng. Chỉ một giây trước thôi, ông bá đã kịp nhận ra cái thứ mình kéo lên chẳng phải cá tôm gì mà là một cái đầu người. Cái đầu người với mái tóc dài xóa ra, trên đầu thủng một lỗ, máu huyết chảy từ đó chan hòa, và cặp mắt trắng dã nhìn thẳng vào mặt ông. Chiếc móc sắt kim chặt vào khóe miệng đang nhếch lên cực kỳ quỷ dị. Phúc tổ 70 đời cho ông bá là lúc đấy ông lang huân sang thăm bệnh, gặp cảnh ông bá đang chới với giữa ao thì không quản ngại mà lao xuống vớt ông lên. Bà Hà cùng chị bếp nghe thấy động cũng hốt hoảng lao ra, dìu ông vào nhà và lạy ông huân như tế sao. Ớn lạnh nhất là khi gặng hỏi thì chồng bà chỉ đáp đúng một câu: "Không phải tôi té xuống ao đâu. Mà kéo đấy." Nói rồi ông bá giơ cẳng chân lên. Quả thực dưới đó mấy đầu ngón tay còn ám khói đen sì, kỳ mãi không sạch hết được. Cả đám chứng kiến cảnh đó thì không khỏi giật mình. Mấy ánh mắt cùng nhìn nhau mà tâm can ai cũng ớn lạnh. Ông Lăng Huân sau khi thăm khám qua loa cũng cắp cháp chuồn thẳng, tuyệt không dám nán lại thêm. Đến lúc này bà Hà đã tin vào lời chồng nói, ấy là căn nhà này có ma quỷ đeo bám và đang ám lấy chồng bà. Chị Xuân vốn nợ bà Hà ơn cứu mạng dạo nạn đói, nên tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.
Thành thử nhà ông bá vẫn sinh hoạt bình thường. Đám gia nhân chỉ thấy lạ là không hiểu sao đêm nay ông bà chủ lại bắt đốt đuốc sáng rực, lại căn dặn tuyệt không được để tắt. Bữa cơm tối dọn lên mà chẳng ai còn bụng dạ nào ăn. Bà Hà cẩn thận xem xét lại vết thương nơi cánh tay chồng mình, vì ông bá tốt tỏ ra đau đớn lắm. Lúc tháo tấm vải băng bó ra, bà giật mình rụng rời chân tay, gập bụng ói mửa tại trận. Mấy vết mèo cào chảy máu giờ đã sưng phù, đóng mủ lở loét và cực kỳ hôi thối. Kinh hãi nhất là nơi thớ thịt tím bầm đó, mấy con giỏi béo núc đang thi nhau đục khoét cánh tay chồng bà. Bà Hà thấy bệnh tình của chồng càng lúc càng hệ trọng, nên hãi hùng tiến đến bàn thờ thắp nhang, lầm rầm cầu xin hồng ơn tổ tiên phù hộ cho chồng bà qua cơn tai kiếp. Khấn vái chán chê, bà dìu chồng vào phòng rồi gọi thằng Dần lên ngủ cùng ông. Phần bà thì ngay trong đêm sai thằng Sử người làm đánh xe ngựa chở bà sang làng bên, mời thầy đẻ, một thầy lang có tiếng bên đó về thăm bệnh. Lúc ấy là tầm giờ hợi, vết thương cắn mủ làm ông bá đau đớn riên xét. Dưới nền nhà, thằng Dần đã ngủ từ lâu, chốc chốc nó đưa tay vỗ mũi đôm đốp rồi rất nhanh lại ngáy váng nhà. Ông bá đau đớn nằm cắn răng cho đến khi ba tiếng gõ rất nhẹ vào cửa sổ làm ông giật mình. Ông bá tái mặt khi nhớ lại chuyện tối qua, hãi hùng lấy chân đạp thằng Dần, miệng u ớ đến lạc giọng. Thằng Dần chau mày lồm cồm bỏ dậy rồi ngáp mấy cái mới cất tiếng hỏi: Ông làm gì mà gọi con dậy sớm thế? Buồn tiểu hứ? Ông bá mặt trắng nhợt, hai hàm răng nghiến vào nhau rồi rít lên khe khẽ: Mày ra sau nhà xem có đứa nào nó ở sau không, nó mới gõ cửa kìa. Dần, tiện thể đem cho ông cái vại vào để ông đái. Nhanh cái chân mày lên, sao mày chậm chạp thế? Thằng Dần vâng dạ rồi lục tục mở cửa vòng ra sau nhà. Còn lại một mình ông bá chợt cảm thấy chột dạ. Ngọn đuốc cạn dầu đang bập bùng le lói trước khi tắt lịm, trả lại căn phòng chỉ le lói chút ánh trăng. Ông bá ngồi im nín thở, giác quan căng ra tột cùng. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm ông cảnh giác. Thần kinh đang căng ra tột độ thì ông bá chợt giật bắn mình. Lẫn trong tiếng gió vì phút luồn qua ô thoáng, ông bá nghe rõ mồn một những thanh âm khô khốc như có ai lấy con dao bổ vào trái dừa. Từng tiếng chậm rãi phát ra, cứ một tiếng một lặp đi lặp lại rõ mồn một. Ông bá ú ớ mấy giây không thốt thành lời, vì trong tâm trí đang tột cùng rối ren. Ông nhận ra tiếng đó chính là tiếng lúc ông dùng hòn gạch đập vào đầu ông cụ Tuần năm nào. Thanh âm đó vừa dứt thì bên gian phòng ngoài có tiếng ho sù sụ. Tiếng ho rút ruột rút gan ấy làm ông bá tái mặt, đái tổ tổ ra giường, vì thanh điệu ấy là của cụ Tuần ông bá đã quen tai. Dù qua 15 năm đằng đẵng, nhưng cái thứ tiếng ấy ông không quên được. Ông bá rụng rời hồn vía lắng tai nghe thì lại chẳng thấy gì. Chẳng dám ở lại thêm, ông bá lấy hết can đảm tiến ra nhà ngoài, tính gọi thằng Dần. Nhưng đột nhiên cánh cửa chính như có một sức mạnh vô hình đóng sập lại, nhốt ông bên trong. Ông bá hoảng quá gào lên, dùng hết sức bình sinh phá cửa. Nhưng lạ thay, dù ông đạp thế nào cánh cửa cũng cứ trơ ra, dù ông hét cỡ nào đám gia nhân cũng chẳng nghe thấy. Bất thình lình, tiếng kèn kẹt của bản lề chiếc tủ châu báu kê ở góc nhà khẽ vang lên, làm ông nín thở. Tiếng tra chìa khóa lách cách làm ông rụng rời, người mềm nhũn như con chi chi, hồn vía bay đi quá nửa. Lát sau thanh âm đó đã biến mất, ông bá mới dám quay lại hé hé mắt nhìn. Tuyệt nhiên chẳng có ai trong nhà cả. Chiếc tủ châu báu vẫn trơ ra, chiếc khóa đồng vẫn nằm im ở vị trí cũ. Duy chỉ có điều duy nhất làm ông lùi hẳn lại, đó là hai dấu bàn chân còn thấm đẫm nước bùn. Thứ bùn nâu chỉ có ở cái ao năm nào đang hẳn lên trên nền nhà rõ mồn một. Ông bá vừa giật lùi ra thì bất ngờ cánh cửa mở toang. Ông rú lên ngồi thụp xuống thì mới bàng hoàng nhận ra người sau lưng mình là vợ cùng thầy lang đề. Sau khi thăm khám kỹ càng,
thầy để cắt cho mấy thang thuốc rồi xin đi luôn vì còn có bệnh nhân đang chờ. Bà Hà hết lời cảm tạ rồi tiễn thầy ra tận cổng. Cùng lúc đó thằng Dần cũng lục đục trở vào và báo rằng đã khám xét hết tất cả khuôn viên khu đất sau nhà nhưng chẳng có bóng dáng ai. Bà Hà cho nó đi ngủ, còn mình thì lục tục dìu ông bá lúc này đã nhũn như con chi chi vào phòng. Bà Hà dìu ông nằm xuống rồi thỏ thẻ khuyên nhủ. Gắng mà nghỉ ngơi đi ông ạ. Em là em thấy ông suy nghĩ quá nên đâm ra tâm bệnh đó. Vững tâm ông nhé. Ông bá thở dài gục đầu không nói. Ánh mắt lại một lần nữa ném ra khoảng không, lúc này đã lờ mờ tối vì mây đen kéo đến thế chỗ ánh trăng rằm. Mấy bụi tre trước nhà gặp gió phát ra tiếng kéo kẹt thê lương. Mấy tàu lá chuối va vào nhau xào xạc. Lẫn trong tiếng gió xé sắt là tiếng rắn bắt ngoé ở mảnh ao trước nhà và tiếng lâm râm cầu kinh của nhà ai dội lại rõ một một. Ông Tốt chỉ mong lời vợ mình nói là đúng. Cứ tình cảnh này khéo ông kiệt sức đến nơi. Đôi mắt mở đục mấy phần vẫn mở trừng trừng chẳng dám khép lại. Cho đến giờ sử, thế giới coi âm một lần nữa tìm về với ông lúc cơn mưa ầm ầm lại trút xuống như đêm cụ tuần thác oan được người làng tìm thấy xác. Bên cạnh giường bà Hà đã ngủ từ lâu. Ông bá vẫn chẳng dám nhắm mắt, thậm chí cả tiếng tim trong lồng ngực ông cũng nghe rõ mồn một. Đang nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ thì ông bá giật mình vì hình như có thứ nước gì đó rơi trên trán. Ông bá giơ tay quẹt và đinh ninh là trần nhà dột nên nước mưa ngấm qua. Nhưng lạ thay, tiếng nước rơi mỗi lúc một đều, dính đầy trán và bốc mùi tanh lợm giọng. Ông bá bàng hoàng ngẩng đầu nhìn trần nhà thì giật mình á khẩu, hai mắt lạc thần. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắt trên trần nhà, thân xác khô đét của ông cụ Tuần đang bám chặt như con thạch sùng nhìn ông bá chằm chằm, làm ông rụng rời hồn vía, tim như ngừng đập, không hét thành tiếng. Ông bá rú lên rồi choàng dậy, hãi hùng nhận ra cơn ác mộng kinh hoàng. Thoảng trong không khí ông vẫn nghe mùi tanh nồng phả ra, nó như làn hơi xộc thẳng vào mũi, lan ra tứ chi và ám vào toàn bộ thân thể. Ông bá Tốt đã mất sạch thần trí. Ông lật đật trở ra nhà ngoài, tay run run móc ra ba que nhang, châm nhanh vào ngọn đèn dầu rồi quỳ mọp xuống lại như tế sao. Bức di ảnh của ông cụ Tước được họa trong bức hình trắng đen, người đàn ông với búi tóc đen dài, vầng trán rộng, cánh mũi lớn với gương mặt cương nghị đang im lìm trong làn khói nhang. Bất ngờ, lúc ông bá ngẩng đầu lên thì hai tròng mắt trong tấm di ảnh chợt đảo loạn xạ. Ông bá kinh hãi ngã quỵ, rồi bằng chút hơi tàn cuối cùng, ông cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra ngoài trời. Một thanh âm ré lên xé toạc màn đêm, làm bước chân ông bá buồn rùn, rụng rời ngã ngồi ra đất. Trước mặt ông là một con mèo hoang khá lớn với cặp mắt xanh lẻ và bộ lông đen thui. Con mèo nhìn ông chằm chằm khiến ông run rẩy, và như có một sức nặng vô hình làm bước chân ông vô thức bước đi dù bản thân ông không muốn. Dưới làn mưa lâm râm, ông lật đật bước đi, mặc cho mưa gió như những nhát dao cứa vào cơ thể, mặc cho bùn lầy quấn chặt bước chân. Chẳng mấy chốc ông bá đã đến bờ ao hoang lạnh. Bên kia góc miếu, ông cụ Tuần đã đứng sẵn, giơ tay vẫy gọi từ bao giờ. Quý vị thân mến, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe theo dõi buổi phát truyện ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Không biết quý vị đón nghe xong hai câu chuyện ngày hôm nay có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại comment cái cảm nhận của mình cho Thuận được biết nha. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì Thuận xin chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon và hy vọng rằng qua mỗi câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, quý vị đã có những phút giây thư thái nhất, những phút giây nghe chuyện thật là vui vẻ nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.